Kính thưa quý vị đồng đạo kính mến, tiếp đến là phần thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giáo lý viên Phan Chí Tâm thuyết giảng đề tài 8 câu trong bài Tịnh Bạn Trần Gian trong thi văn giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Và xin kính mời giáo lý viên đến diễn đàn và xin trân trọng kính mời. Nhận thấy giáo lý viên đang kính lễ Đức Thầy và đang quay ra chào quý vị đồng đạo, xin quý vị đồng đạo ủng hộ cho giáo lý đại viên một đàn phát tay. Xin chân thành cảm ơn giáo lý viên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên chỉ trưởng trong đạo, kính thưa quý vị quan khách đại diện cho chính quyền địa phương sở tại, kính thưa đồng đạo Bùi Văn Điện là trưởng ban tổ chức, trưởng ban ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xã phường thị trấn trong và ngoài địa phương của huyện Chợ Mới đồng để tham dự, kính thưa quý vị là thân hào nhân sĩ, quý vị mạnh thường quân, kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Đêm nay là ngày 29 tháng 5 niên Quý Mão, và hôm nay cũng là ngày 16 tháng 7 năm 2023. Chúng tôi cũng được sự phân công của Ban Phụ Điền Giáo Lý, Ban Trị sự Trung ương hôm nay được trở về đây để gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta vào giờ này để cùng nhau chia sẻ qua lời Châu Ngọc Tổ Thầy với 8 câu giảng đầu tiên trong Thánh Phẩm Tịnh Bạn Trần Gian. Vậy để nói đầu tiên, chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính cũng như lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa chư quý vị và chư đồng đạo thân kính, thì đêm nay nhân duyên hội đủ, chúng ta lại gặp nhau tại nơi làm việc của Ban Trị sự xã Kiến An vào một buổi tối đầy đủ ý nghĩa, với một cái không khí trong lành mát mẻ, với những cái gương mặt hiền lành hân hoan của quý vị, làm cho chúng tôi thấy được rằng nơi đây cũng như gần rất là gần cái vùng thánh địa của Phật giáo Hòa Hảo. Cho nên thì nhìn đồng đạo chúng ta đều là những người chân tu tâm đạo, thì với một cái trách nhiệm bổn phận là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, như là Đức Thầy dạy là phận môn đệ phải lo quân quén. Chính vì lý do đó mà hôm nay
chúng tôi được trở về đây để chia sẻ một đôi điều hiểu biết của mình qua sấm thi của Đức Thầy, theo sự phân công cũng như được cái sự cho phép của phòng nội vụ huyện Chợ Mới. Thì với cái lời tâm sự đầu tiên thì chúng tôi cũng xin nhận cái lỗi đối với ban trị sự và quý đồng đạo của xã Kiến An. Bởi vì nhớ không lầm là đôi ba lần gì đó thì trong ban trị sự cũng có gọi mời mình để về đây thuyết giảng. Thì trong những lần đó thì có nhiều lần nó trùng ngày, cho nên thì lỡ hứa ở nơi khác để chúng tôi không về được. Duy nhất là nhớ không lầm là một lần để tôi quên. Ban trị sự mời lâu lắm, nhớ là cô chỗ đồng đạo cộng thì mời mấy tháng, nhưng mà cuối cùng thì thật sự là mình không nhớ, cho nên thì cuối cùng đã nhận lịch chỗ khác. Thì trôi qua mãi đến giờ này. Cho nên mọi việc ở đời thì kính thưa đồng đạo, có những cái chúng ta muốn không được đồng đạo. Vì lý do đó mà mình cũng phải sống tùy duyên. Người tu của mình, khi chúng ta hiểu về lý duyên sanh, hiểu về luật nhân quả, thì ở đời có nhiều thứ không có cưỡng được. Cho nên với cái sự ưu ái của quý đồng đạo ở trong ban trị sự, nhất là chiều hôm nay đến đây, thì chúng tôi hết sức là thấy mình hết sức là nhỏ bé với cái sự nhu cầu của đồng đạo. Đây đến đó rất là gần, từ nhà mình về xuống đây thì chỉ chưa đầy 50 km, đâu có xa lắm đâu. Đáng lẽ ra là cũng phải về nhiều lần để gặp gỡ quý đồng đạo nhằm đáp lại những cái thâm tình mà quý vị dành cho tôi. Cho nên thì âu cũng là duyên rồi, thì cũng may mắn là hôm nay thì đủ duyên để chúng ta gặp gỡ với nhau vào trong cái buổi tối như thế này. Thì kính thưa quý đồng đạo thân kính, lời Đức Thầy thì quý vị biết rằng, dầu rằng Đức Thầy dạy là quyết dạy trần nên nói lời thường cho sanh chúng đời nay dễ biết. Nhưng mà lời thường ở đây, lời thường mà ý Phật, do một vị vạc Phật miệng nhích môi đầy văn tao nhã hạ bút thần thơ đã đề khai. Lời thường chứ ý thì không có thường, cho nên Đức Thầy mới dạy ít câu mà ý nhiệm sâu, nghĩ si cho cạn mới hầu khôn ngoan. Người tín đồ đạo Phật giáo hòa hảo, nếu đồng đạo chúng ta ít có tiếp cận với nhau để mình học hỏi, chia sẻ kiến thức, thì chúng ta luôn luôn là những con người bế tắc trong cái quá trình tìm hiểu, nghiên cứu lời Đức Thầy. Vì vậy cho nên có những buổi thuyết giảng thế này, đồng đạo chúng ta mới có dịp ngồi ôn lại qua lời Đức Thầy. Giữa người nói và người nghe có một cái sự giao cảm, gọi là thần giao cách cảm, để rồi chúng ta hòa quyện với nhau, làm cho giáo lý Phật giáo càng ngày càng được bay xa hơn. Chẳng những ở tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, mà giáo lý ấy sẽ được đi xa hơn nữa, trong nước và ngoài nước, đúng như cái hoài bão ước mơ của Đức Thầy, đó là viết một ngọn lưỡi này một tắt, đem đạo lành ban rãi nơi nơi, mãn trời trong ba tánh thảnh thơi, khắp bốn biển liên dây hòa hảo. Thì với một cái bầu nhiệt huyết ấy, thì giờ này Đức Tôn Sư chúng ta vắng mặt rồi, cho nên cái nhiệm vụ của mình là phải noi theo chí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ được minh mẫn, đang đến con đường giải thoát. Và cái điều quan trọng là dẫn dắt dùm kẻ xa cơ, nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái của Đức Phật được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế ta mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Như vậy thì qua cái đoạn cuối của ân Tam Bảo mà chúng tôi vừa nhắc lại, thì nếu như người tín đồ đạo Phật giáo hòa hảo mà giờ này đồng đạo chúng ta có những cái tư tưởng hơi thờ ơ trong cái công tác phổ pháp, thì coi chừng mình là tội nhân của thiên cổ. Rồi sau này đàn hậu tấn sau này, con cháu sau này biết nương cậy vào ai? Cho nên với một cái bầu nhiệt huyết cũng như với cái sự hướng dẫn của giáo hội, bốn chương trình đạo sự đề ra, thì công tác phổ truyền giáo lý được đặt lên hàng đầu. Đây là việc chung của toàn đạo, không riêng của một bản thân, một cá nhân hay là của một ban trị sự nào. Như vậy đồng đạo nhìn một tính khách quan, nếu mà nơi nào có tổ chức thuyết giảng nhiều, đồng đạo có chia sẻ lời Đức Thầy nhiều,
có nghiên cứu nhiều đó, thì nơi đó đạo phát triển một cách hết sức đồng bộ. Bởi vì nếu như muốn công tác từ thiện xã hội được phát triển, nói một cách nôm na là muốn mình muốn người ta làm phước, thì ít nhất mình cũng phải cho người ta hiểu, cho người ta biết được giáo lý con đường tu hành. Thì khi người ta hiểu được giáo lý con đường tu hành rồi thì tự động người ta mở cái hồ bao bố thí đồng đạo. Còn nếu người ta không hiểu thì dầu người ta có bố thí đi chăng nữa, nhưng mà người ta bố thí với một cái tư tưởng ngờ vực, bố thí mà không thật tâm, bố thí mà không hết lòng, thì cái sự bố thí đó không đạt kết quả. Vì vậy cho nên ở góc độ nào, thời kỳ nào thì đạo muốn hưng thịnh, công tác phổ truyền là đi đầu. Có phổ truyền, có hiểu đạo, có thấm nhuần giáo lý, thì từ đó chúng ta biết được cái đường đi nước bước. Từ ở cuộc sống thực tế chúng ta mới biết được làm lành, lánh dữ, làm từ thiện, cúng lại, ăn chay và các vấn đề liên quan khác. Bản thân mình cũng vậy. Trước đây mình nhớ những lúc mình học đạo quý vị, cũng có những lúc mình yếu ớt lắm. Có những lúc thật chất ra là mỗi buổi sáng thức dậy là mình làm biếng cúng luôn đó. Bởi vì đây là cái gần như cái tánh thường nhiên của mỗi con người. Nhưng mà khi mình nghe một bài thuyết trình, mình đọc một bài giảng, thì từ đó sẽ có một động lực lại, hồi sinh trở lại, nguồn năng lượng trở lại, rồi mình bỏ đi cái ý định là giải đãi yếu ớt. Cho nên mình cũng có duyên lắm. Có nhiều đồng đạo nói với mình: "Chú Tâm ơi, tôi hồi đó tôi tu dữ lắm mà tôi ngã, nhưng mà sau này nhờ tôi nghe thuyết giảng mà giờ này tôi trụ trở lại." Rồi cũng có người nói: "Chú Tâm ơi, hồi đó tôi ăn chay có 4 ngày à, muốn ăn chay trường lắm, ăn không có nổi, nhưng mà từ ngày nghe thuyết giảng, đọc giảng thầy tới giờ làm như là tôi quá quá mê rồi, cho nên giờ tôi ăn chay năm nay cũng được 5 năm, 3 năm." Thì rất nhiều những cái phản hồi hết sức là tích cực trong cái quá trình chúng ta nghe đạo. Ví dụ bây giờ mỗi đồng đạo mình tự suy nghĩ, có những lúc quý vị yếu ớt như mình đúng không? Nhưng mà quý vị nhớ rằng khi những lúc yếu ớt là những lúc đó mình xa đồng đạo mình đó, mình không gần giáo lý đó, mình cũng không nghe thuyết trình thuyết giảng, mà lúc bây giờ chúng ta chỉ đắm chìm trong danh lợi, trong những cái công việc thường tình hàng ngày, thì lúc ấy con người chúng ta sẽ bỏ ngỏ đi theo hướng khác. Hướng chúng ta đi là một con đường chân lý giải thoát, nhưng mà bên cạnh đó, bởi vì mình không gần đạo, không gần thầy, không gần giáo lý, thì đương nhiên chúng ta sẽ có những cái ngã rẽ ở trong mỗi tâm hồn của chúng ta. Đây là chúng tôi nói về cái phương diện nội tâm. Dầu rằng bên ngoài đồng đạo chúng ta không tiện nói ra, nhưng mà khi trở về nội tâm chúng ta, khi mình nhìn lại phản quan tự kỷ bổn phận sự, chúng ta nhìn lại trong cái tư tưởng của mình, thì đồng đạo sẽ phát hiện ra được những cái nguồn tư tưởng yếu ớt như chúng tôi nói. Cho nên một điều đặc biệt nữa, nhất là giai đoạn giờ này thầy vắng mặt rồi, quyển sám giảng thi văn toàn bộ thay thầy về phương diện tâm linh, về phương diện tu học, để dìu dắt đồng đạo chúng ta vào lộ trình giải thoát. Và đồng thời thì ban trị sự được Đức Thầy ủy nhiệm thay thầy về cái phương diện tổ chức, về sự để hướng dẫn, để tổ chức các buổi thuyết giảng, hướng dẫn cho đồng đạo chúng ta tu hành, cũng như tổ chức các cái kỳ đại lễ. Vì vậy cho nên hai yếu tố này, giữa ban trị sự và giáo lý, thì đồng đạo là người chân tu tâm đạo, thì hai yếu tố này chúng ta phải đồng hành với nhau trong cuộc đời tu của mình. Như vậy thì đường tu chúng ta mới đạt được cái kết quả. Cho nên hôm nay theo bản thân của tôi, ngày nào tôi đọc giảng thầy, ngày nào tôi làm nhiệm vụ, thì gần như tôi cảm nhận là ngày nào mình cũng được gặp thầy hết, cũng được gần thầy hết đồng đạo. Có những lúc thật sự, nhất là cái mùa mà corona đó, thì ban phổ truyền tạm ngưng cái công tác phổ truyền trên dưới hơn một năm. Thì lúc ấy bản thân mình rất là giải đãi, chính mình cũng là người giải đãi. Bởi vì tại sao vậy? Bởi hàng ngày không có được nói chuyện, rồi không được nói chuyện thì mình cũng không có thời gian nghiên cứu nữa, rồi cũng không được gặp đồng đạo. Cho nên lúc ấy thì cũng có những lúc mình hơi yếu ớt, dầu rằng làm từ thiện mạnh lắm, nhưng mà trong nội tâm của mình sẽ kiểm chứng được cái điều đó. Cho nên nãy giờ mình chia sẻ những cái tâm ý này, thì muốn nói đây là đúc kết kinh nghiệm từ bản thân của mình, muốn chia sẻ một số ít để cho đồng đạo chúng ta tự cảm nhận, coi quý vị có đồng hành như mình không. Nếu có thì giờ này đồng đạo ráng nha, chúng ta ráng. Nhất là hội trường của mình thì thật sự là đi đến đâu cũng vậy quý vị,
phần đông là những đồng đạo cao niên kỹ trưởng chúng ta ngồi nghe thuyết giảng không à. Còn các bạn trẻ thì những diễn đàn thì cũng có được đôi ít, thì cũng có những chỗ là không có. Chỉ duy nhất là các lớp giáo lý căn bản đó, thì năm nay lại là một cái điều đặc biệt. Lớp giáo lý căn bản chúng tôi đang mở hiện giờ đó thì học viên đông lắm, và đặc biệt thì tuổi trẻ rất là đông. Có những lớp là phải nói sáng nay tôi đi làm nhiệm vụ tại ở xã Phú Hữu đó, thì lớp học ấy thì trên dưới là hơn 300 học viên. Thì hơn 300 học viên thì toàn học sinh không đồng đạo. Học sinh từ lớp 2, lớp 3 lên tới đại học đó. Cả lớp như vậy thì quý vị lớn tuổi có vài người hả? Đếm chỉ được 10 người nữa, còn là học viên trẻ không? Cho nên nó lại là một cái điều đặc thù. Lớp học đạo thì các bạn trẻ học, còn dự thuyết giảng thì thường thường thì quý vị cao tuổi chúng ta. Cho nên hôm nay chúng tôi rất là mừng. Thì đây cũng là một cái sự gọi là nhân duyên đó. Và đặc biệt khi mà tuổi mình cao mà mình được nghe thuyết giảng thế này thì giống như chúng ta hâm nóng hàng ngày để mình thấy được rằng đó, cái cuộc đời là vô thường, là tạm giả. Bởi vì không biết mình sống ngày nay, ngày mai mình còn không quý vị, phải không? Đây là điều tất nhiên rồi. Đức Thầy đã dạy rất rõ, ai mà biết được ngày mai, ngày nay yên tĩnh, ngày mai thảm sầu, thì xin thưa đồng đạo, mình không biết được là phút sau như thế nào nữa, giây sau như thế nào nữa, chứ đừng nói chi cái khoảng thời gian dài đến một ngày mai. Vì vậy cho nên ngày nào, giờ nào, giây nào mình còn thở, mình còn nhận thức, mình còn hoạt động, thì chúng ta phải cố gắng. Và một điều tất yếu hơn nữa là mỗi đồng đạo chúng ta không có được làm dữ, mình phải làm lành theo cái lời nguyện hứa của mình, là chí dốc tu hiền tạo phước duyên với ông bà của mình, theo lời nguyện hứa với mình, với nguyện hàng ngày của mình với Đức Phật, là mình làm lành lắm dữ. Đây là những cái cơ bản nhất trong đời tu chúng ta. Và đồng thời xét về cái phương diện khách quan thì giáo lý Đức Thầy là một cái triết lý sống với một cái nhân sinh quan của đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta, rất là phù hợp với cái đời sống thực tế của người dân, và đặc biệt là rất là phù hợp với người tại gia cư sĩ. Vì vậy cho nên trong quá trình Đức Thầy ra đời mở đạo thì quý vị biết rằng đó, Đức Thầy dùng những cái ngôn từ của Ngài, và đặc biệt Đức Thầy dùng ngòi bút của Ngài để Ngài kêu gọi các giới quần chúng. Thì trong đó có những đồng đạo chúng ta, những người đã tu, đang tu, và đồng thời cũng có những người chưa tu. Vì vậy cho nên khi Đức Thầy đến nhà thương Chợ Quán Sài Gòn, thì lúc bây giờ trong khoảng thời gian này thì Đức Thầy ở đây không lâu lắm, nhưng mà những thánh phẩm Đức Thầy sáng tác nhà thương Chợ Quán Sài Gòn thì phải nói rõ đây là những kiệt tác. Thì trong các kiệt tác ấy thì đặc biệt có cái bài Tỉnh Bạn Trần Gian. Và bài Tỉnh Bạn Trần Gian đây là bài do chính tay Đức Thầy đề tựa. Trong toàn bộ thi văn Đức Thầy đề tựa có chỉ có 16 bài đồng đạo. Có 16 bài, những bài Đức Thầy đề tựa thì ban sưu tập để trong giống một kép á, cho nên chúng ta rất là dễ khi mình mở giảng thầy mình biết. Như vậy thì nghe cái tựa đời Tỉnh Bạn Trần Gian thì chúng ta biết rõ rằng đây là một cái sự tích cực. Đức Thầy muốn kêu gọi tất cả khách trần gian, những người sống trong cõi đời này. Đức Thầy dùng cái từ là khách trần đó. Thường thường về văn học đó, người ở trần gian gọi là khách trần. Và Đức Thầy tỉnh bạn, thức tỉnh tất cả những con người sống trong cõi đời này. Đức Thầy tạm gọi đó là bạn, đó là bạn sống trong cõi trần gian này. Cho nên qua cái thánh phẩm này thì xin thưa quý vị, hổng dài, trên dưới có 80 câu mà Đức Thầy viết theo thể thơ gọi là Thập Thủ Liên Vạn Vận. Quen chúng ta gọi là Thập Thủ Liên Hoàng Thi, nhưng mà đây là Thập Thủ Liên Vạn Vận, tức là có hai cái từ cuối của mỗi bài nó liền nhắc lại ở cái bài sau. Trên dưới như vậy là 10 bài. Mỗi bài như vậy Đức Thầy viết thất ngôn bát cú theo cái đề thơ, theo cái thể thơ Đường Luật. 10 bài như vậy thì Đức Thầy viết trên dưới là 80 câu vào lối tháng Chạp năm Canh Thìn. Như vậy thì 80 câu này, nếu mà chúng ta xét về bình diện thì xin thưa quý vị, 80 câu này đều là tuyệt vời cả. Ngoài cái việc dạy người tu thì cốt lõi Đức Thầy đã đời mở đạo là Thầy muốn dạy chúng. Chúng ta là người có duyên thì đồng đạo chúng ta tu trước, còn những người đời người ta chưa đủ duyên thì người ta tu sau. Nhưng mà Đức Thầy dạy là trước sau tuy khác, là thiện căn vãng đồng. Coi chừng mình tu trước mà mình không có lo làm, mình bê trễ, coi chừng chúng ta tới sau đồng đạo à, phải không? Bởi vì cái quan trọng người tu là cái sức tỉnh hồi. Sức tỉnh hồi người nào mạnh, hành đạo
rồi công phu miên mật thì người đó đắc đạo trước, chứ không có kể là tuổi cao hay là tuổi nhỏ hay là thời gian. Có người tu nhiều năm, có phải nói có những cái niên tuổi rất là cao, nhưng mà tu để y không có hành thì xin thưa đồng đạo không đạt kết quả. Như Đức Thầy dạy là đạo đời chẳng luận người cao tuổi. Vì vậy cho nên mình phải nhận định điều đó để chúng ta thấy được cái tính tích cực của người tu, nhất là khi chúng ta bàn về thập phủ liên hoàn thi. Vậy thì những năm trước đây thì chúng tôi cũng rất là ước ao sẽ trình bày hết cái bài thi này. Thì cách đây hơn một năm thì mình cũng đã có chia sẻ chú giải cái bài thi này qua 10 cái bài thi, thì 10 cái chuyên đề. Và đặc biệt thì trong cái sự trình bày của mình thì nội dung thì nó không khác, nhưng mà cách uyển lựng cái khung thời gian rồi cái cách trình tự đó thì hầu như không giống nhau. Cái quan trọng là thông cảm cho nhau, hoan hỷ cho nhau ở điều đã cấm thứ 8 như Đức Thầy đã dạy chúng ta. Bởi vì có thông cảm, có hoan hỷ mới dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức được. Còn giờ này mình không có thông cảm, hoan hỷ với nhau thì hầu như là chúng ta không dắt nhau vào con đường đạo đức đâu, mà chúng ta dắt đi đường khác. Quý vị thấy rõ, mình mà chỉ cần mình có một cái thái độ gì đó không hài lòng với nhau thì lúc bây giờ phiền não nổi lên nè, sân si nổi lên nè, hai người gặp nhau phải nói rõ là nhìn mặt không ngay nữa, thì làm sao mà dắt về cõi Phật được. Ở tại đây mà mình không có hòa thuận được, cái chữ Phật giáo hòa hảo mà làm không xong, mà mình muốn về với Phật chà khó dữ. Mình về bển chắc cõi Phật chịu mình cũng không nổi, mà lỡ có về bển chắc ổng đuổi mình trở lại, bởi vì mình còn phân biệt nè. Cho nên cõi Phật xin thưa quý vị không có xa. Cõi Phật tại thế gian, cõi Phật ngay trong lòng của mình. Khi mình sống làm sao mà mình hòa quẩn hết mọi người, mình không phân biệt nhân ngã, mình không phân biệt bỉ thử, mình không có phiền não, thì trước mắt ta là cõi Phật chứ đâu đồng đạo. Trong nội tâm chúng ta là cõi Phật. Cho nên hảo nào thầy mới dạy là đường đạo đức, đường đạo lý, cho nên chắc nản hãy bền lòng tầm Phật trong tâm. Phật Tây Phương thì quá xa xăm, phải tìm kiếm ở trong não trí. Cho nên Phật ở trong não trí chúng ta chứ đâu. Chỉ cần tâm chúng ta tâm bình, tánh tịnh, an lạc, không có phiền não, không có tham sân si, thì lòng mình là Phật rồi. Cho nên Đức Thầy mới dạy đạo Phật là đạo từ bi, bác ái, dĩ đức, háo sanh, khoan hồng, đại độ, ti tình thế đổi tha cho tấm lòng nhân chẳng đổi. Chúng ta làm được mấy ý đó là mình là Phật, còn ai nữa đồng đạo. Thì đó là mình nói về một cái tính thực tế trong đạo Phật giáo hòa hảo. Bởi vì hôm nay chúng tôi bàn là tỉnh bạn trần gian. Và trở lại cái chuyên đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ qua 8 câu giảng đầu tiên mà Đức Thầy dạy: nghiệp chướng lăng loàn hại sát thân, chuông lành buông tiếng vọng bon ngân, cương thường gánh nặng trai vình dình trọn, tơ tóc quai quần gái vẹn phân, nợ nước văn chương toan báo đáp, ơn nhà đạo đức quyết đền ân, khuyên người trí sĩ mau mau tỉnh, giấc mộng nam kha chốn thế trần. Như vậy thì đây là phải nói rõ là 8 cái câu giảng đầu tiên khi mở cái bài tỉnh bạn trần gian của thập phủ liên hoàn vận. Như vậy thì qua 8 câu giảng này, khi đồng đạo chúng ta đọc thì nếu nói về cái phương diện văn chương thì quá tuyệt vời. Lời con Phật mà cũng những con chữ đó, cũng có trên dưới là mấy mươi chữ cái đó, mà Đức Thầy chúng ta sắp xếp một cách hết sức là tuyệt vời. Đức Thầy chúng ta đâu có sắp từ nào ngoài các chữ cái tiếng Việt đồng đạo, phải không? Cho nên văn chương tiếng Việt của mình nó rộng lắm, nó có đến phải nói rõ là mấy triệu từ đó. Nhưng mà thường thường thì mình dùng một đời mình dùng giỏi gì 1-2 ngàn từ, bởi vì mình không có biết sắp xếp những con từ với nhau, chỉ có ông Phật mới làm được. Cho nên cái kho tàng văn học rất là rộng, và Đức Thầy mới đem những con từ đó, những cái chữ cái đó ráp vần với nhau thành những cái phần thơ rất là tuyệt diệu. Tuyệt diệu về phần văn vận, tuyệt diệu về đường lực, và đồng thời là tuyệt diệu về ý tứ chuyển tải Phật Pháp. Văn chương mà chở đạo, văn chương mà chuyển tải Phật Pháp một cách hết sức là đáo để, giúp cho con người học hỏi để tu hành, thì đó là chúng ta nhận xét. Mình nhận xét một cách khách quan về cái phương diện văn chương là Đức Thầy, thì chúng tôi cũng xin đi vào tuần tự để chia sẻ. Vậy thì câu giảng đầu tiên Thầy dạy là nghiệp chướng lăng loàn hại sát thân. Vậy thì đây là câu mở của 80 câu.
Như vậy thì muốn kêu gọi tất cả khách trần gian nói chung và tất cả đồng đạo chúng ta nói riêng. Qua câu mở này thì mỗi vị chúng ta cần phải hiểu được các khái niệm của một cái định lý. Định lý ấy đó là luật nhân quả. Cho nên luật nhân quả là một cái quy luật. Đây là một cái quy luật trong tự nhiên. Nghĩa là chúng ta gieo cái giống gì thì chúng ta hưởng cái quả nấy. Cái quy luật này nó sẽ tồn tại và nó sẽ chia sẻ, nó sẽ đi vào đời sống con người chúng ta một cách hết sức là thực tế. Chúng ta trốn không khỏi đồng đạo, chạy không khỏi quý vị. Mình ra ngoài chợ quý vị biết, chúng ta mua cá, chúng ta mua rau, chúng ta mua món này món kia mình trả giá được. Nhưng mà về cái nghiệp báo thì chúng ta trả giá không được. Thấy không quý vị? Từ xưa nay không có sai. Mà Đức Thầy dạy rất rõ là luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vì nêu cao cái tinh thần nhân quả này cho nên đầu tiên Thầy dạy là nghiệp chướng. Vậy thì nghiệp là do hành động tạo tác. Cái chữ nghiệp này quý vị phải nhận định hoàn toàn là do chúng ta tạo. Nghiệp này không ai đem đến cho mình. Cho nên thường thường thì chúng ta có những cái con từ, cái những cái câu từ đó. Thí dụ như nói duyên phận nè, rồi số phận. Vậy thì thường mình mà đến một mức độ bí lối á, cái chúng ta nói tại cái số phận đó vậy. Thì đây là một cái câu mình nói nôm na là cái câu mình nói tháo thôi, mình đổ thừa thôi. Chứ kỳ thật ra số phận thì trong này số nó có một nửa, một nửa là phận. Tức là số phận đâu phải đâu đem đến cho mình, mà do mình gây tạo ở trước đó. Cho nên cuối cùng mình nói tại cái số mình nó vậy. Kính thưa đồng đạo, không phải. Phải không? Hoàn toàn luật nhân quả. Vì vậy cho nên nghiệp đó là gì? Là do hành động tạo tác. Ở trước đó, ở nhiều đời nhiều kiếp trước đó, mà giờ này chúng ta phải gặp. Và đặc biệt khi Đức Thầy dùng cái từ chướng. Chướng là trở ngại, chướng là chướng ngại. Vậy thì nghiệp chướng là những điều trở ngại, những cái điều chướng ngại, những cái điều mà phải nói làm cho con người chúng ta đau khổ ở trong cuộc sống. Như đoạn khác trong cái bài Lời Khuyên Bổn Đạo thì Thầy cũng dạy rất rõ. Trong khi các trò còn ở trong biển mê sông khổ, thường bị những chướng nghiệp nhiều đời mà làm cho linh hồn chìm đắm trong ba cõi sáu đường, xuống xuống lên lên luân hồi diễn kiếp. Như vậy thì tất cả đời sống con người chúng ta, ai cũng đều bị nghiệp chướng nó chi phối một cách khốc liệt. Người thì bị nghiệp nhiều, người thì bị nghiệp ít, người bị nghiệp này, người bị nghiệp kia, người thì bị nghiệp con, người thì nghiệp chồng, người thì nghiệp vợ, người thì nghiệp hàng xóm. Phải không đồng đạo? Người thì nghiệp bệnh hoạn, người thì nghiệp làm ăn mất mùa, người thì nghiệp thiếu nợ, vân vân và vân vân. Tất cả chúng ta đều bị cái nghiệp nó chi phối. Và đặt để đây thì Đức Thầy cho biết đó là nghiệp chướng. Và đồng thời này nghiệp chướng do đâu sinh ra? Thì Đức Thầy chỉ luôn là do hai cái từ gọi là lăn lộn. Vậy thì nếu nói về từ điển tiếng Việt, từ lăn lộn ở đây đó là những cái hành động hỗn xược, đi ngược với quy phạm đạo đức, trái với luân thường đạo đức, đó gọi là lăn lộn theo từ điển tiếng Việt. Còn nếu nói về theo phương ngữ từ vùng miền đó, thì từ lăn lộn này ý chỉ cho cái sự sai trái giữa những con người đã có gia đình. Như Đức Thầy dạy rất rõ, hoa có chủ đèo bồng tình mới, cất tiếng gọi nữ nam ơi hỡi, bỏ những điều điếm nhục tông môn, đấng nam nhi học lấy điều khôn, hàng phụ nữ gương xưa nói chí. Đấy, mà Đức Thầy đã dạy rất rõ khi Đức Thầy luận về ác tài dâm trong quyển Biên Thiện. Vì vậy cho nên khi nói về phương ngữ đó, thì cái từ lăn lòn thì chúng ta rất là dễ hiểu. Phương ngữ là hàng ngày mình dùng từ địa phương đồng đó. Ví dụ mình thấy cái người này có vợ rồi, phải không? Có vợ có chồng rồi mà giờ này phải làm những cái chuyện phải nói rõ là nó ngược với luân thường với người khác, cái mình nói người đó làm cái chuyện lăn lộn. Không, đây là cái điều mình hiểu trong cuộc sống. Và đồng thời thì trong sấm thi Đức Thầy, cái từ lăn lộn này Đức Thầy viết đi viết lại, thì chúng tôi nhớ không lầm là Đức Thầy viết tới năm chỗ đồng đạo. Đức Thầy viết năm chỗ về cái từ lăn lộn này đó. Cho nên giống như trong cái bài mà Đức Thầy viết trao lời cùng ông Táo, đời văn minh vật chất bỏ gương xưa,
nghiệp tổ tiên con cháu dài bừa học thói mới, lăn lòn theo sở dục. Thì cái đoạn này, cái từ lăn lòn theo sở dục này là Đức Thầy muốn nói ngay ở cái chỗ mà, cái chỗ mình vừa bàn đó đồng đạo. Cái chỗ mình vừa bàn, cái chị này chỉ lăn lòn với anh kia, anh kia sao mà lăn lòn với người nọ đồng đạo. Bởi vì Thầy dạy là ở thị thiền đua trang sướng khởi nè, những tuần hương cho bọn gái lăn trai nè. Thì rõ ràng đây muốn nói ở một khái niệm từ lăn lòn này, thì Đức Thầy nói ngay cái chỗ phương ngữ mà chúng ta bàn. Rồi một đoạn khác nữa, trong cái bài nguyện 20 câu trước bàn thờ của quyền, thì mình hứa là từ rài chẳng dám lăn lòn như xưa. Thì từ lăn lòn nó rộng hơn nữa. Thì từ lăn lòn này là chỉ cho những cái hành động hỗn xược, láo xước, không kính trọng người trên, đi ngược với luân thường đạo lý, những cái điều mà xã hội gọi là phi đạo đức, phi lương tâm. Thì đó là mình nói gọn là những điều lăn lòn. Như vậy thì từ những điều lăn lòn này nó sẽ sinh ra nghiệp chướng. Và khi sinh ra nghiệp chướng này thì nó sẽ có một cái ngày nào đó, khi cơ hội nó đến rồi, thì nó sẽ hại lại mình. Đó gọi là hại sát thân. Vậy thì hại sát thân, hại thân của mình. Cho nên mình vì một phút bất giác, vì một phút là mình ham vui, để mình ham cái sự lăn lộn này nè. Bởi cái này là mình muốn mà. Cho nên Thầy mới dạy là phải dình dục vọng lòng tà, đừng chiều theo nó, vậy mà hư thân nè. Cho nên cuối cùng lại thì quý vị biết rằng cuối cùng hại ai? Hại mình. Vui thì có một chút rồi, mà nghiệp thì nó đeo chúng ta cả một cuộc đời. Vì vậy cho nên mình cũng thể bàn cũng một số cái, một số người, mình đưa ra một số ví dụ cái. Hồi đó giờ có ai phạm lăn lòn bị hại sát thân chưa? Dạ xin thưa đồng đạo, có nhiều lắm. Thì thứ nhất là tôi điển hình như cái trường hợp của Điêu Thiền Lữ Bố. Thì hôm nay chúng ta nói tới Điêu Thiền Lữ Bố thì đồng đạo chúng ta rõ trong tâm quốc ký rồi. Thì đây là cái trường hợp mà Điêu Thiền Lữ Bố là những cái người này, mà nếu chúng ta nói góc độ nào đó đó, thì đây là lăn lòn. Cái trong sắp thi Đức Thầy thì đồng đạo thấy nó có hai trường hợp. Một trường hợp về trường hợp của Thí Kiều với Văn Trọng, nàng Kiều vì hiếu bán mình chuột chá, thì cái này Thầy khen đồng đạo. Thầy khen đúng không đồng đạo? Còn trường hợp mà Điêu Thiền Lữ Bố thì Thầy chế. Thầy chế rất rõ, điều này Thầy chế rồi, Thầy không chấp nhận đồng đạo. Vì vậy cho nên cái điều, cái trường hợp của Điêu Thiền Lữ Bố thì đây là trường hợp lăn lộn. Bởi vì sao đi chăng nữa thì Điêu Thiền cũng là cái người của Động Trác rồi đồng đạo. Nhưng mà cuối cùng thì phải nói rõ là làm những cái chuyện không đúng. Có thêm Lữ Bố nữa. Vì vậy cho nên cái sát hại, cái quả sau đó đó, về phương diện Điêu Thiền là người đã có chồng nhưng mà lại ngoại tình với con của chồng, tức là với Lữ Bố. Trong khi đó thì nếu nói đồ đó thì Điêu Thiền là dưỡng mẫu, bởi vì Lữ Bố đã nhận Đổng Trác là cha nuôi mà, dưỡng phụ rồi, đây là dưỡng mẫu của mình. Nhưng mà cuối cùng rồi thì vì cái dục vọng, vì sắc đẹp, Điêu Thiền đẹp quá, cho nên lúc bây giờ thì phá rào. Và từ chỗ phá rào đó đồng đạo thấy không, cuối cùng hại sát thân không? Thì cuối cùng thì Lữ Bố chết là vì ai? Rõ ràng là vì Điêu Thiền. Cho nếu như Lữ Bố mà không, mà phải nói rõ là đắm chìm trong cái sắc đẹp của Điêu Thiền đồng đạo, thì xin thưa quý vị, Lữ Bố không có một cái nghị nào mà địch nổi với cái tài thao lược Lữ Bố đâu. Cho nên chúng ta xem Tam Quốc đồng đạo thấy rõ đó. Rõ ràng Điêu Thiền là một cái gánh nặng của Lữ Bố. Cuối cùng thì Lữ Bố phải nói rõ là phải thất thủ, phải hại cái xác thân một danh tướng hết sức là lẫy lừng. Kính thưa đồng đạo, vì vậy Đức Thầy mới dạy là xem chuyện thơ chẳng biết khổ ngươi, mà làm thói Điêu Thiền Lữ Bố. Sao kể làm hồi làm mồi mảnh hổ, ở núi non nhiều thú dị kỳ, nó trọng ai hiền đức nhu mì, sát và kẻ phục bội cha phản chúa. Như vậy thì Đức Thầy đưa cái gương xấu đó để cho nhân loại chúng ta nhìn, mà mình tuyệt đối là không có phạm vào lăn lòn, để rồi chúng ta rơi vào cái vấn đề hại sát thân. Rồi đồng thời cái người thứ hai nó chúng tôi muốn nói đây, tức là Dương Hái Trân với Đoàn Minh Hoàng liên quan đến An Lộc Sơn thì phải nói rõ là lăn lòn không đồng đạo. Theo được biết là Dương Hái Trân thì trước đây là cái người vợ của Thái Tử Long, vì sắc đẹp quá đẹp nên lúc bây giờ Đường Minh Hoàng mới chiếm đoạt về làm của riêng mình. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy là một vấn đề lăn lòn đó, là một lăn lòn rồi. Rồi sau đó khi được cái sự giới thiệu của các vị nguyên quan,
thì An Lộc Sơn mới về, và cuối cùng thì nhận Dương Thái Chân là mẹ của mình. Rồi từ tình dưỡng mẫu với dưỡng tử gặp với nhau sinh tình cảm, hai người yêu thương với nhau thì lăn lòn lần nữa, cho nên cuối cùng thì hại sát thân. Thứ nhất, cái người mà phải nói rõ là tồi tệ nhất đó là Dương Thái Chân, phải nói rõ là phải tự sát. Để chi? Để cho quân lính cứu là Đường Minh Hoàng. Còn phần của Đường Minh Hoàng, và phải nói rõ là An Lộc Sơn, thì quý vị biết rằng tiếng xấu ngàn đời. Vậy thì có phải hại sát thân không? Thì đó là chúng ta nói về góc độ phương ngữ hồi nãy, mình đưa ra hai mẫu chuyện đó, thì đồng đạo thấy rất rõ. Ở đây nhắc mẫu chuyện này mình biết rất rõ, đó là nhân với quả đó. Cho nên đồng thời khi một cái con người mà lúc mà họ hành nhân đó, họ không nghĩ đến kết quả, đồng đạo ơi. Cho nên Đức Phật mới dạy là Bồ Tát mà sợ nhân mà chúng sanh, chúng sanh thì sợ quả. Cho nếu như mà hồi nãy mà Lữ Bố mà sợ quả, rồi các trường hợp của Dương Thái Chân cũng như Đường Minh Hoàng hoặc An Lộc Sơn mà sợ quả, thì làm gì có cái việc lăn lộn này, phải không? Cho nên vấn đề này là một vấn đề nó phải xảy ra thôi, trong tinh thần nhân quả. Còn Bồ Tát thì dễ gì, cái người trí người ta thì người ta không bao giờ, người ta luôn luôn sợ nhân. Khi gieo nhân thì nhân không lành, không dám gieo, độc đạo. Rồi nếu chúng ta nói động một chút, những con người mà làm sai, cái lăn lòn rộng một chút với chúng ta bàn hồi nãy, thì đồng đạo còn nhớ cái mẫu chuyện của Viên Án đó, tức là với Triệu Thố. Thì vì cái sự thù oán riêng tư, cho nên lúc bây giờ Viên Án mới là lật ngược vấn đề, sửa tội trạng của Triệu Thố. Tội Triệu Thố đâu có tội gì đâu, là cái người oan mà, nhưng mà với một cái hành động ác ý thì đây là lăn lòn, là đi ngược với là gọi là phi đạo đức này, đồng đạo. Cho nên cuối cùng là sẵn sàng xàm tâu vua Cảnh Đế để trả thù oán cá nhân. Cái người này không có tội nhưng mà buộc người này phải có tội, cho nên cuối cùng rồi thì phải đem ra xử trảm. Thì đây là hành động lăn lộn, bởi vì đi ngược với công bằng, ngược với nhân đạo. Thì sau đó một thời gian thì do cái sự tu hành tinh tấn của Triệu của Viên Án, cho nên thì nghiệp không hại sát thân được. Nhưng mà đến 10 kiếp, khi Ngài trở thành một cái vị gọi là Trí Huyền Ngộ Đạt, thì dầu rằng Trí Huyền Ngộ Đạt là người rất là, phải nói rõ là giỏi về kinh sách, thiết pháp cũng như nước chảy, độc đạo, được vua tôn trọng lắm. Nhưng mà vì một phút bất ý thôi, cái bản ngã nổi lên. Khi vua tặng cho cái ghế trầm hương, ngồi trên đó rồi bản ngã nổi lên, thì từ cái bản ngã đó mà cái nghiệp đó, cái nghiệp mà mình không công bằng nhân đạo trước đó 10 kiếp nó nhập, và cuối cùng thì nó hại sát thân. Cho nên cuối cùng thì nó mọc lên một cái mục ghẻ ở bắp chân đó. Mục ghẻ này có cái tên là Nhân Viễn Sang. Như vậy tại sao gọi là Nhân Viễn Sang? Bởi vì mục ghẻ hình người, mục ghẻ biết nói chuyện, mục ghẻ nó biết ăn thịt sống thôi mà, đồng đập nó hành hạ ông một cách hết sức là khổ sở, thì đó là cái trường hợp hại sát thân. Vì vậy cho nên qua câu giảng đầu tiên này, Thầy dạy là nghiệp chướng lăn lòn hại sát thân. Thì qua câu giảng này, đồng đạo phải tin sâu về nhân quả. Cho nên hôm nay tuyệt đối trong đời tu chúng ta, qua câu giảng này mình phải lấy giới luật làm một cái nền tảng căn bản, chúng ta không bao giờ phạm những cái điều tồi tệ, những cái điều lăn lòn, gần có, xa có, sâu có, cạn có như chúng ta bàn nãy giờ. Bởi vì những cái điều đó hôm nay chúng ta vô tình hoặc cố ý hoặc ham vui chúng ta phạm, nhưng mà cuối cùng rồi thì nó hại sát thân chúng ta đó. Quý vị biết không, tại sao mà chúng ta đau bệnh nhiều như vậy, tại sao chúng ta gặp tai nạn này tai nạn kia như vậy, tại sao mà chúng ta không được hạnh phúc, thì hoàn toàn do đây mà ra, đồng đạo. Tôi vậy vị mình đâu có biết kiếp trước mình sao, đúng không? Mình đâu có nhớ được 10 năm 20 năm trước làm sao đâu. Cho nên bây giờ khi mà mình bị tai nạn, mình chỉ biết than thôi à, đồng đạo à. Thường mình chỉ biết than thôi, cho chúng ta không bao giờ lại cái lịch sử trước đó. Vì vậy cho nên cái người nào mà hiểu thông được cái lý do này thì không bao giờ than quá. Khi mà mình bị cái nghiệp đến với mình, cái nghiệp chướng với mình đó, thì lúc bây giờ mình phải nhìn lại, không phải đang không hôm nay mình có cái nghiệp chướng hại sát thân đây, sát thân mình đây, mà hoàn toàn là do cái nhân lăn lòn của mình ở kiếp trước. Cho nên chúng ta phải chấp nhận nó, nghiệp nó đến với mình, mà đồng đạo chấp nhận đó, thì nghiệp nó mau hết. Mà nghiệp đến với mình
mà đồng đạo chúng ta không chấp nhận, chúng ta không hài lòng, chúng ta bức rứt, chúng ta tức tối, chúng ta than oán, chúng ta trách cứ, thì nghiệp nó càng chất chồng, gọi là nghiệp mà chồng nghiệp đồng đạo. Không biết với chúng ta có gặp trường hợp này không? Tôi thì gặp hoài đồng đạo. Cho nên hôm nay qua cái bài học này, cái quan trọng nhất là chúng ta phải cố gắng để làm sao chúng ta giải trừ. Vì vậy cho nên muốn giải quyết được ở chỗ nghiệp chướng lăng lòm hại sát thân, xin thưa đồng đạo, không khó. Không khó đồng đạo ạ. Chỉ cần chúng ta học lời Đức Thầy, chỉ cần chúng ta niệm Phật. Bởi vì giờ này nếu nói về khái niệm lăng lòm thì mình đảm bảo là trước đây mình có đó. Vì vậy chúng ta cũng vậy, mình có đó, hoặc nhiều hoặc ít thôi, đúng không? Mỗi người mỗi cảnh, bởi mình là chúng sinh mà. Cho nên hôm nay là mình phải tối ưu hóa cái phương pháp để chúng ta giảm thiểu. Mình nói nôm na là mình biết là mình bị lỗi rồi. Hôm nay chúng ta cần phải làm thế nào đó để mình giảm thiểu, bớt đi những cái tai hại trong đời sống của mình. Vì vậy nên trong cuộc sống mình muốn giảm bớt các điều này thì yếu tố đầu tiên là đồng đạo chúng ta phải ráng niệm Phật. Bởi vì đặc thù của câu lục tự thì thầy dạy rất rõ là niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp mà. Thuyền từ thầy rước lại non bồng như thầy dạy trong Phan Châu Bá Long Xuyên đâu. Vì vậy cho nên mình đã biết mình có nghiệp chướng đâu. Do trước đây, do nhiều năm trước đây, do nhiều kiếp trước đây, mình làm phạm vào lăng lòn nè, mình bị nghiệp rồi, đúng không? Cho nên hôm nay đồng đạo mà khi trả nghiệp đó, chúng ta phải vui vẻ nha. Đặc biệt là không có than quá, chúng ta vui vẻ trả nghiệp thì nghiệp nó mau. Và đồng thời chúng ta phải nhờ Đức Phật tiếp sức cho mình. Chúng ta phải Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình phải niệm Phật xuyên suốt như vậy. Thì khi chúng ta niệm Phật mà chấp nhận trả nghiệp rồi thì lúc bây giờ nghiệp nó mau lắm. Tôi nói nôm na ví dụ bây giờ mình nói bệnh đi. Bệnh của mình là đáng lẽ ra theo cái nghiệp đó mình đau phải chừng là 3 tháng mới hết đó đồng đạo. Nhưng mà đồng đạo mà phiền não nha, bức rứt nha, tức tối nha, than oán nha, thì nghiệp quý vị kéo dài 1 năm 2 năm đó, đồng đạo tin không? Bởi mình phiền não là bệnh đâu có hết, bệnh nhẹ nó thành nặng. Đồng đạo nhớ thời corona không? Khi mà nhiễm Covid-19 là nghiệp đúng không? Mà người nào mà chuyên tâm niệm Phật nè, vui vẻ nè, không có buồn phiền nè, thì người này vài ngày hết bệnh rồi, phải không? Bởi vì cơ thể mình nó có sức đề kháng. Mà bằng ngược lại, người nào mà than oán nè, sợ nè, mà tại sao sợ? Không niệm Phật mới sợ. Còn chúng ta niệm Phật không sợ đồng đạo à? Lúc mình sợ, lúc mình quên niệm Phật. Còn khi đồng đạo chúng ta nhớ niệm Phật, chúng ta đâu có sợ. Vì vậy nếu mình vui vẻ hân hoan niệm Phật thì chúng ta sẽ hết. Còn mình mà sợ sệt buồn phiền thì lúc bây giờ bệnh nhẹ thành nặng, cuối cùng nó vào cái hũ tro cốt. Nó tràn ơi con corona này sao nó dữ vậy? Nó không có dữ đâu, mà mình dữ đồng đạo, phải không? Nó dữ, mình hiện đâu làm được mình đâu. Đằng này nó dữ, mình còn dữ dằn hơn nó nữa. Mình bức đức, mình tức tối, mình bức đức, mình dữ hơn nó đó. Cho nên hai cái dữ này mà cộng lại thì đưa mình vào hũ tro cốt càng sớm. Đâu có gì lạ quý vị. Cho nên hảo nào đồng đạo thấy không? Khi bác sĩ chúng ta đến khám bệnh, nhất là quý vị cao tuổi, bác sĩ nói sao? Cô ơi cô cứ vui vẻ mà sống, đừng có đầu lo gì hết trơn á, phải không đồng đạo? Đây là về phương diện tâm lý. Cho nên mình là người học Phật, khi hôm nay cái quan trọng mình biết cái bệnh của mình thì chỉ cần đồng đạo chúng ta cứ an tâm vui vẻ, nhất là đồng đạo đừng có sợ chết. Đây tôi thấy rồi, có những cái người già rất là sợ chết. Chúng ta sợ chết chừng nào chết mau đó đồng đạo, bởi mình cứ sợ hoài thì mình sợ là nó mau. Còn chúng ta cứ an nhiên không có sợ chết thì chúng ta sống hoài à, phải không? Không phải nói như thế là chúng tôi nói ngược lại với cái định lý sanh tử, nhưng mà đây là những điều phụ thuộc. Còn mà nói cái số thì chuyện đó là chúng ta không bàn rồi, bởi vì cũng có những cái là chúng ta chưa tới số, mình chết trước số mà. Nó có những trường hợp đó. Chính vì nó có trường hợp đó cho nên trên thế gian này lúc nào cũng có quan hồn hết đồng đạo. Những quan hồn gọi là dắt dơ dắt dưỡng đó, những cái phần âm đó nó theo nó ăn đồ cúng, theo nó phá. Phần âm là do đâu ra? Thì phần âm này do chưa tới số mà bị đoạn mạng. Thì khi mà chưa tới số đoạn mạng thì cõi dưới cũng không nhận, mà cõi trên cũng không lấy. Dưới không nhận, trên không lấy vậy đâu, thì lúc nó đi kiếm ăn, đi quậy, đi phá, phải không đồng đạo? Đây là điều đương nhiên khi mà chúng ta hiểu về thế giới tâm linh. Do đó chúng tôi cũng muốn nói như vậy, để làm chi? Khi bàn mỗi câu giảng Đức Thầy thì chúng ta phải có một cái kế hoạch.
có một cái phương hướng thực hành. Vậy thì qua câu giảng này, khi mình tìm hiểu nghĩa xong, phương hướng kế hoạch thực hành đã có đủ rồi. Giờ này chúng ta chỉ hạ thủ công phu, an tâm vui vẻ niệm Phật, làm lành thì từ từ nghiệp nó hết, đâu có gì lạ đâu. Thế đồng đạo, chúng ta không sợ nghiệp chướng, phải không? Bởi vì mình đã gây rồi, giờ mình sợ được không nè? Không được. Sợ cũng vậy, không sợ cũng vậy, chỉ bằng mình an vui, mình niệm Phật thì nó qua thôi đồng đạo. Và cái cách thứ hai nữa thầy dạy, đó là chuông lành buông tiếng vọng ngăn. Như vậy thì khi hiểu được cái điều này, thì giờ này ngoài những cái kế hoạch phương án hành đạo chúng ta bàn vừa rồi, thì cái thứ hai này thầy dùng cái khái niệm là chuông lành. Vậy thì chuông lành, đoạn khác thầy dạy rất rõ là rung chuông lành bằng muôn tiếng kệ gọi hồn người hành thiện trí kính. Như vậy thì chuông lành còn gọi là lợi lành. Như vậy thì tại sao Đức Thầy lại dùng chuông lành? Chuông lành ở đây tức là ý Đức Thầy muốn nói, giáo pháp Đức Thầy, lời Đức Thầy dạy chúng ta, quyển sách giảng thi văn toàn bộ của Đức Thầy cũng giống như những cái tiếng chuông, mà đây gọi là tiếng chuông cảnh tỉnh. Và đây là tiếng chuông lạnh, bởi vì tiếng chuông cảnh tỉnh mà, nó đưa chúng ta từ một trạng thái không hiểu, trạng thái hung dữ, trạng thái tạo nghiệp, mà giờ này nhờ học tiếng chuông này thì đồng đạo chúng ta làm lành. Như vậy thì có nhiều những cái, phải nói rõ là những cái vật dụng khác, những cái nhạc cụ khác, mà tại sao ở chỗ này thầy dạy là chuông? Bởi vì đây nó cũng có một cái điều đặc biệt đồng đạo. Bởi vì khi mà nói đến chuông thì chúng ta biết đây là âm hưởng về cái tinh thần tu hành. Bởi vì ngày xưa vào cái thời của ông Hạ Võ đó, ông Hạ Võ là một ông vua hiền á, được ông vua Nghiêu đó, ông truyền ngôi cho ông Thuấn, gọi là truyền hiền bắt truyền tử. Trong khi đó là ông Nghiêu ông có con trai, nhưng mà không truyền ngôi cho con mình, mà đi kiếm người hiền để truyền ngôi. Cho nên đến ông Thuấn cũng vậy, ông Thuấn có con trai, có Đơn Châu là con trai, hai con trai đồng đạo, mà không truyền ngôi, mà đi tìm ông Hạ Võ. Ông này ông trị thủy hay lắm, cho nên mới truyền ngôi cho ông làm vua. Và vào cái thời Trung Hoa, vào thời đó thì cái thời này là cái thời gọi là Thái Bình, thời Thái Bình đồng đạo ạ. Và đặc biệt thì ở ngoài trước cái cổng Môn Quan, cái ngọ Môn Quan đó, thì lúc bây giờ ông Hạ Võ ông treo ba cái vật, một là cái mỏ, hai là cái trống, ba là cái chuông. Như vậy thì cái mỏ đây chứ, khi mà người dân ở trong nước mà bị oan ức cái gì đó, đến đó đó gõ mỏ kêu quan. Người nào đến mà gõ mỏ là biết ông này bị oan ức nè. Cho nên từ đó mà nó kéo dài đó giờ này, đúng không? Cho nên thường thường chúng ta xem những bộ phim hoặc là những cái câu nói nhưng dân gian hàng ngày phương ngữ mình nói là gõ mỏ kêu quan đó, nó xuất phát từ chỗ này đồng đạo ạ. Cho nên chỉ cần gõ mỏ thôi là biết là à, vậy là ông này bị oan ức rồi. Rồi cái phương tiện thứ hai là cái trống, kế bên cái mỏ nó bự hơn. Như vậy thì khi người nào đến giọng trống thì ông Hạ Võ đã biết rồi, ông này muốn bàn việc nước nè, bàn cái việc là phải nói rõ là quân cớ, cho nên mời vào để bàn việc quân cớ. Vì vậy cho nên chính vì lý do đó mà thời gian từ đó đến sau này, trong các cái trận, phải nói rõ các cái trận đánh thì đều có đánh trống. Đánh trống để chi? Để cổ võ cái tinh thần của quân sĩ. Và đồng thời nó bắt đầu từ đó, bởi vì tiếng trống là một cái tiếng nó làm cho con người rất là hăng say trong cái vấn đề tranh đấu. Cho nên đó cũng là một cái biểu hiện. Và cái thứ ba nữa là chuông. Vậy thì đến đây mà ông nào mà giọng chuông đó, thì ông này là biết ông đến đây ông bàn việc tu hành. Nó đặc biệt, chuông là chỉ cho nhà tu. Kính thưa đồng đạo, bàn việc tu hành, bàn việc giải thoát, bàn việc hành đạo đến gõ chuông. Thì khi người nào đến gõ chuông thì vua biết ông này ông muốn gõ chuông bàn việc tu hành. Chính vì cái này cho nên từ đó trở về sau, ở các ngôi chùa thì thường là để cái chuông, hay không được để cái chuông. Và đặc biệt cái tiếng chuông chùa nó vọng lên, cho nên đây Đức Thầy mới dạy là chuông lành. Thì như vậy thì chuông lành ở đây là pháp âm của Phật, pháp âm của Thầy. Chuông lành còn gọi là lời lành, giống như Đức Thầy dạy ở đoạn đầu của quyển Phiến Thiện: Nam Mô Thích Ca Như Lai, ta bà giáo chủ xin ngài chứng minh, dưới đây lược tả sách kinh cho trong nam nữ hữu tình thì coi, lời lành của Phật truyền rồi, đọc qua suy nghiệm xét soi chánh tà. Như vậy thì chuông lành là lời lành, giống đoạn khác thầy dạy: kẻ xa xôi thì từ văn chưa tới đó, thì từ văn đây cũng là chuông lành. Như vậy thì cái từ chuông lành ở đây, khi mà đồng đạo chúng ta có nghe được lời Đức Thầy,
thì Đức Thầy dùng cái từ chuông, tức là nó du dương á, tiếng chuông du dương, cho nên Đức Thầy mới dùng những cái từ tiếp theo, tức là chuông lành, chữ buông. Chữ buông là gì? Chữ buông là phát ra, giống như mình buông lời, giống như ở trên buông xuống. Nhưng mà ở đây Đức Thầy dạy rất rõ là chuông lành, mà buông vậy là buông tiếng, chứ không phải là buông cái vấn đề khác. Vậy thì dầu rằng Đức Thầy viết bằng văn chương, nhưng mà tiếng và lời xin thưa ông khác. Trong lúc Đức Thầy chưa vắng mặt thì Đức Thầy miệng nhích môi đầy văn tao nhã. Thì lúc bây giờ Đức Thầy là miệng nhỏ tiếng to vang bốn biển, lưỡi mềm lời lớn dậy đồng mấy. Thì lúc ấy Đức Thầy buông tiếng, và sau đó Đức Thầy buông lời. Tiếng và lời không khác đồng đập, phải không? Khác nhau ở cái và chữ viết và cái giọng nói thôi. Nhưng mà thật chất ra thì cái hàm ý bên trong đó thì không ngoài phiên mọi người tu hành. Thì đó là thầy dạy là buông tiếng. Và đồng thời chữ vọng. Chữ vọng thì chúng ta vọng là phải nói gọn là nó trở về bên trong, tức là vọng là từ bên trong phát ra. Nhưng mà vọng này là ở ngoài phát vào, tức là vọng là kêu gọi từ bên trong. Giống như mà mỗi cái buổi sáng sớm mình sống ở gần chùa, quý vị, nhất là vào cái giờ công phu của chùa mà chúng ta nghe cái tiếng chuông chùa nó vọng đó, thì lúc bây giờ mình thấy con người nó lâng lâng, nó trở về nội tâm bên trong. Cho nên chữ vọng này trở về bên trong. Chữ vọng này phải là vọng tưởng nha. Mà đây Đức Thầy dùng là chuông lành buông tiếng vọng. Và bon là gì? Bon là nghe rõ ràng, bon bon đó. Giống đoạn khác thì dạy là bon bon chuông dục mấy hồi, rầm rầm súng nổ trên đồi xa xa, như Thầy dạy đó. Như vậy thì bon bon là nghe nó rõ, tiếng nào ra tiếng nấy, lời Đức Thầy nghe rất là rõ rệt. Lời ta dạy có ngừng lắm nhỉ. Cho nên bon bon đây ý muốn nói rằng đó, tức là chúng ta nghe rõ từng câu từng chữ là bon bon, chuông lành buông tiếng vọng bon. Và đồng thời ngân, chữ ngân là kéo dài, giống quý cô độc giả, ngân là kéo dài. Chữ ngân đây là kéo dài, nó vang xa, mà thật sự là vang xa rồi. Hồi đó Thầy khai đạo tại làng Hòa Hảo, đúng không? Và đồng thời thì khi Đức Thầy viết bài thi này thì nó vang đến nhà thương cho quán Sài Gòn. Rồi sau đó nó vang đi đến nhà con Ký Giỏi. Rồi nó vang xa lên là phải nói rõ là đường La Phe, nơi Đức Thầy bị người Nhật giữ ở đó. Rồi sau đó rồi thì nó vang xa cả các tỉnh miền Tây, khi Đức Thầy đi dạo Lục Châu, khi Đức Thầy là đi khuyến nông 107 điểm. Rồi sau này đạo của Thầy thì giờ này đồng đạo thấy rõ. Cho nên cái chữ ngân này nó vang xa, nó không ngừng đồng đạo. Đó là mình hiểu về sự lẫn lý. Vậy thì chuông lành buông tiếng vọng bon ngân, đây là Đức Thầy dùng những con từ để Đức Thầy diễn luận pháp âm của Đức Thầy. Nó như vậy đó, nó vừa vang xa, nó vừa bon ngân, nó làm cho con người lân lân. Thì khi đồng đạo chúng ta mà có học giảng Thầy, đồng đạo mà thường đọc giảng Thầy, thì tôi cảm nhận đồng đạo sẽ giống như tôi, mình hiểu được ý liền đồng đạo. Dầu rằng mình không nói ra được, đúng không? Nhưng mà khi chúng ta nhắc ra là mình sẽ cảm nhận điều đó. Cho nên hảo nào Thầy dạy là đạo hiểu rồi, ngon tở gỏi nem, mùi đạo vị của nem có sắc. Vậy thì nếu như mà chúng ta giờ này học lời Đức Thầy hàng ngày thì coi như là mình cũng không có còn vướng vào cái chỗ gọi là nghiệp chướng lăn lòn hải sắc thân. Thì đó là hai cái câu mở của tám câu giảng này. Và đến cái cặp tiếp theo, ngoài cặp mở ra đến cặp kiếp tiếp theo, thì Đức Thầy cho biết đây là cái cặp trạng. Kính thưa đồng đạo, nếu mà chúng ta hiểu về cái luật từ văn chương, cho nên câu 3 và câu 4 hai câu này đối với nhau đồng đạo. Chuông lành buông tiếng vọng bon ngân, cương thường gánh nặng trai dình trọn, tơ tóc vai vần gái vẹn phân. Như vậy Đức Thầy mới dạy nè. Đức Thầy mới dạy, vậy thì cương thường là gì? Cương thường còn gọi là căn phượng, trai dình trọn. Có nghĩa là ý Đức Thầy muốn dạy là các cái bậc mày râu, tức là những vị nam trong đạo Phật giáo Hảo chúng ta nói riêng, và các vị nam nhân trong cõi đời nói chung, bởi vì chúng ta đang bàn là tỉnh bạn trần gian. Như vậy thì cương thường đây là căn thường, mà căn thường thì bao gồm trong đó nó có tam căn ngũ thường. Vậy thì cương thường ở đây thì cũng giống như ở cái điều đăng cấm thứ nhì mà Thầy dạy là điều đăng cấm thứ nhất mà Thầy dạy là phải giữ cho tròn luân lý tam căn ngũ thường. Vậy thì giờ này là người tu là Phật giáo và Hảo, cũng như tất cả mọi con người sống trong cõi đời này, mà nếu như một người đó mà không giữ được căn thường thì người này sẽ là phế phẩm của xã hội đồng đạo. Đây là cái điều đương nhiên cuộc sống. Cho nên mình cũng bàn nhuyễn một chút về cái phương châm hành đạo. Bởi Thầy đang dạy là cương thường gánh nặng nè, đây là cái điều gánh nặng, bởi vì đây là cương lĩnh đạo nho.
Cho nên ngày xưa thì Khổng Tử dạy, nếu nói về bậc Nam Nhi đó, thì đối với những người quân tử thì đây là những điều gánh nặng. Cho nên điều này chúng ta không có bỏ được quý vị. Mà Đức Thầy đã dạy rất rõ là khuyên trai gái học theo Khổng Mạnh nè, sách Thánh Hiền cho đạo làm người, thì đây là một cái khuôn khổ đạo đức trong sách Thánh Hiền của Đức Khổng Tử mà Đức Thầy dạy chỗ này, cũng như Đức Thầy dạy trong điều đang cấm thứ nhất. Người tu là Phật giáo hảo mà chúng ta phạm điều này là coi như là mình phạm giới luật của đạo rồi. Chúng ta phải giữ cho tròn luôn lý tam can ngũ thường mà. Như vậy thì chữ cương là can, trong đó gồm có quân thần, phụ thử, phụ tử và phu thê. Vậy thì quân thần mà chúng ta hiểu về cổ văn đó thì đây là chỉ cho cái đạo chưa, đạo là phải nói rõ là vua tôi. Còn ngày giờ này chúng ta hiểu về lời Đức Thầy thì quân thần ở đây là chỉ cho cái ân đất nước, cái người công dân đối đất nước. Và cái thứ hai nữa đó, phụ tử thì ngày xưa là cha con, nhưng mà ngày nay là ân tổ tiên cha mẹ. Thì một lát chúng ta trình bày ở cái cặp luận đó mình sẽ bàn rõ hơn. Rồi cái thứ ba nữa đó, tức là phu phụ. Phu phụ là chồng vợ. Như vậy thì đối với chồng vợ thì chúng ta phải giữ cho nó trọn cái căn này. Có nghĩa rằng đối với vua tôi đất nước giữ chữ trung, rồi đối với cha mẹ giữ chữ hiếu, đối với chồng vợ thì phải giữ cái chữ thủy chung, kính thưa quý vị. Cho nên để thực hiện được cái căn thứ ba này thì đồng đạo chỉ cần tâm đắc là Đức Thầy thôi, đó là yêu đương nhau đến phút cuối cùng vợ chồng ấy mới chân hạnh phúc, hay hoặc là đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác. Thì chỉ cần đồng đạo chúng ta lưu ý hai cái câu này thôi, hai cái đoạn giảng này thôi, thì coi như là mình yên đồng đạo. Nói về văn tự thì chúng ta hiểu lắm, nhưng mà đến thực hành về phương diện ứng xử, về giao tiếp hàng ngày thì nhiều khi chúng ta quên đồng đạo. Khi mà bà làm cho mình giận hoặc là ổng làm mình giận đầu thì lúc bây giờ mình quên là Đức Thầy ở trong đạo ạ. Cho nên đối với tôi đó nghe, là Đức Thầy là thuốc trong đạo ạ. Nhiều khi mà mình quên á, mình quên cái mình vừa nổi sân lên, cái mình nhớ là Đức Thầy dạy cái mình xuống liền đồng đạo. Lúc giờ cái mình trong bụng mình nó nhẹ liền, bởi mình biết mình làm sai nè, phải không? Mà nếu đồng đạo không thuộc là Đức Thầy là coi như trong nhà không có tủ thuốc. Mà không có tủ thuốc rồi là bệnh không thuốc uống, đồng đạo biết bệnh nó càng nặng ha. Cho nên giờ này nếu mà mình có tủ thuốc rồi thì có lời Đức Thầy như mình vừa bàn hồi nãy, cương thừa là tức là chuông lành buông tiếng và mong ngân đó, thì mình có tủ thuốc rồi thì đương nhiên chúng ta bệnh nào lấy viên thuốc uống. Cái quan trọng là chúng ta nhớ uống thuốc thì mới hết bệnh, bởi vì bệnh là phải có thôi, bởi mình là chúng sanh mà đồng đạo. Vì vậy cho nên đối về góc độ tam căn này gọi là cương lĩnh của đạo nho, gồm luôn cả ngũ thường. Cho nên chỉ cần chúng ta trung thành đất nước, hiếu thảo cha mẹ, và cái quan trọng là thủy chung trong cái đạo chồng vợ, là coi như là chúng ta đã hoàn mãn vấn đề này. Và đồng thời thường thì gọi là ngũ thường. Ngũ thường là tức là nhân nghĩa lễ trí tính. Ngũ thường là năm cái món thường hằng, chứ không phải ngủ thường là ngày nào cũng ngủ ha. Chúng ta phải nhớ là chứ ngủ này là năm, ngủ thường là năm cái món thường hằng. Cho nên năm cái món thường hằng này gọi là nhân nghĩa lễ tri tín. Và một điều đặc biệt thì năm món thường hằng này nó bằng với ngủ giới cấm và Phật đồng đạo. Bởi vì hành cái chữ nhân là hành giả không có sát sanh, rồi hành cái chữ lễ là chúng ta hành cái chữ nghĩa là chúng ta không đạo tặc, mà hành chữ lễ là chúng ta không tà dâm, hành cái chữ trí là không uống rượu, hành cái chữ tính là không phụng ngữ. Vì vậy ngũ thường của đạo Phật giáo và hảo chúng ta ở điều đồng cấm thứ nhất và ở đoạn này thì bằng với ngũ giới cấm của nhà Phật, tức là bắt sát sanh, bắt đạo tặc, bắt ẩm ngũ, bắt ẩm tủ, bắt phụng ngữ. Thì đây là cái điều thực tế ở trong cái cuộc sống của mỗi đồng đạo chúng ta. Vì vậy cho nên hôm nay thì trên con đường tu hành của mình, thì nếu như đồng đạo giữ được cái điều này thì coi như là chúng ta gần như là mình rất là trọn vẹn ở trong cái cuộc đời tu hành của mình, thì kính thưa đúng quý vị. Và đồng thời nếu như hiểu về cái tính luân hồi đó, thì chỉ cần một con người mà sống trong cõi đời này mà chúng ta giữ được năm điều này đó, thì coi như là chúng ta bảo toàn được thân sáu. Có nghĩa là nếu như mình ở sống ở đây mà đồng đạo không sát sanh, không đạo tặc, không tà dâm, không uống rượu, không nói dối, thì đương nhiên thân sau chúng ta còn nguyên là thân người, không mất thân người đồng đạo. Rồi đồng thời nếu mình có làm gì thêm nữa đó, có lợi đó, thì chúng ta được đi lên nữa. Còn bằng ngược lại trong đời sống bình diện mỗi con người, bởi vì thầy đang dạy là dạy tỉnh bạn trần gian, mà nếu không giữ được năm cái món này thì kiếp lai sinh
Khi bỏ xác thân này chúng ta mất cái thân người đồng đạo à. Mà mất thân người nguy lắm nha, phải không? Bởi vì thân người chúng ta đứng ở khoảng giữa mà. Trên là cõi trời, cái Atula cái là người. Mà mất thân người thành gì nè? Mất thân người thì phải đọa súc sanh, tệ nữa là ngạ quỷ, mà tồi tệ nữa là địa ngục. Rất là khổ sở đồng đạo. Mình phải liên hệ vấn đề này để chúng ta cố gắng mới được. Vì vậy cho nên ở đây là những góc độ, những cái vấn đề căn bản ở trong cuộc sống. Và Đức Thầy đã dạy rất rõ, đây còn gọi là tam quy ngũ giới lòng hằng nhìn theo. Mình nghe nó là tam quy ngũ giới, mình nghĩ ngũ giới nó cao, nó xa lạ, nhưng không xa lạ, ngũ giới là ngũ thường đồng đạo. Và đồng thời đi sâu vào hình nhi thượng học, thì đồng đạo mà hành cái chữ nhân này, ngoài cái việc chúng ta không sát sanh ra, thì hành giả còn phải phóng sanh, còn phải có lòng nhân. Mình có lòng nhân mới thật sự là không sát sanh. Rồi hành cái chữ nghĩa ngoài việc không đạo tặc ra, thì đồng đạo chúng ta phải cho đi. Mình chẳng những không có trộm cướp, mà mình còn phải chia sẻ tiền của mình cho cái người đang thiếu thốn, gọi là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Thì có làm được điều đó, muốn chúng ta hành được cái chữ nghĩa. Rồi hành cái chữ lễ đây, ngoài cái việc không tà dâm, thì bên cạnh đó thì chúng ta phải biết lễ nghĩa, kính yêu cùng cô bác, nội tông cùng ngoại tổ với cậu gì, thêm kính nhường anh chị kẻ cứu tri, mắt chẳng thấy dù lũ gian phi xảo trá nè. Thì mình phải sống cái đời có lễ nghĩa. Cái việc mà không tà dâm là cái thô, còn đi sâu vào phần nhiễn hành đạo thì chúng ta phải là giữ cái lễ nghĩa. Mình là con cháu thì phải giữ là con cháu, giàu có hay giỏi cỡ nào nhưng mình vẫn là con cháu, phải không đồng đạo? À, mình đó là phải nói rõ là em, thì giàu mình có ăn chay có tu giỏi cỡ nào mình cũng là em thôi à. Chứ không phải mình nghĩ là mình tu mình được là phải nói rõ là thông suốt, mình hơn người ta, mình lắng ép người ta, thì chúng ta phạm vào ý ngôn rồi, không đạt kết quả. Vì vậy đạt ở chỗ mà hành cái chữ lễ này thì phải đến góc độ đó. Rồi hành cái chữ trí, hành cái chữ trí ngoài cái việc chúng ta không có độ ra, thì Đức Thầy dạy sao? Hãy tránh những điều làm cho tinh thần bị đen tối. Như vậy thì ngoài rượu ra nó còn những cái vấn đề khác, ví dụ như đồi trị văn hóa phẩm xã hội nè, những món độc hại nó làm cho trí hóa chúng ta lu mờ nè, thì những vấn đề này tuyệt đối chúng ta phải nói không, bởi mình đang hành cái chữ trí. Những cái nào làm cho trí hóa lu mờ là tuyệt đối chúng ta không có vướng. Rồi cuối cùng chúng ta là phải nói là hành cái chữ tín. Vậy thì tín nghĩa là không, mình không nói dối. Ngoài không nói dối ra thì chúng ta phải lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi tốt ra đón chính hiện tự. Và bên cạnh đó mình phải, người biết đạo phải dình ngôn ngữ, nói ra chứ có sai lời thì chúng ta phải thực hiện điều đó. Thì đó là coi như là cương thường rồi. Đây là cái điều thầy cho biết là cương thường gánh nặng. Và trai dình trọn, đối với trai phải dình cái điều này, bởi vì hai câu này đối với nhau. Ở trên thì cương thường gánh nặng trai dình trọn, ở dưới thì tơ tóc vai quần gái vẹn phân. Vậy thì do dụng với văn chương cho nên thầy dùng như vậy. Nhưng mà thật sự ra thì nếu nói về tam cương ngũ thường thì nữ cũng phải giữ chứ. Ngũ thường mà mình không giữ là không được đồng đạo, bởi vì đây là giới cấm của đạo. Tuy nhiên ở cái chỗ này Đức Thầy phân ra trai và gái, bởi vì đây là về phương diện văn chương đối với nhau. Và đồng thời ngoài ở trên là cương thường thì ở dưới thầy dạy là tơ tóc. Vậy thì tơ tóc nói cho đủ gọi là xe tơ kết tóc. Vậy thì thế nào gọi là xe tơ kết tóc? Bởi vì theo cái nét văn hóa người Trung Hoa thì chồng vợ mà thành chồng thành vợ với nhau không phải đằng không, mà họ cho rằng do ông tơ bà nguyệt xe cái chợ cái sợ chỉ hồng thì gọi là xe tơ. Cho nên nếu không có ông tơ bà nguyệt mà xe cái sợ chỉ hồng thì chúng ta không thành chồng vợ. Thì đó là mình hiểu theo truyền thuyết là như vậy, thì đó là xe tơ. Và cái thứ hai là kết tóc. Thế nào gọi là kết tóc? Bởi vì ngày xưa mà khi hai vợ chồng mà cưới nhau thì đồng đạo nhớ người xưa đâu hớt tóc đồng đạo. Ông bà mình ngày xưa đâu hớt tóc. Cho nên Đức Thầy mới dạy là nôi tục cổ sát khùng để tóc. Cho nên để tóc là tập theo cái tánh ông cha. Cho nên người xưa không có để tóc. Cho nên khi mà tóc mà mọc ra đó thì ông bà nói là sao? Cái răng cái tóc là gốc con người. Vì vậy nó ra bao nhiêu để bao nhiêu, à chứ không phải giờ này tăng thờ chúng ta cứ hớt cái đồng đạo. Thì thôi vấn đề này do cái điều kiện. Cho nên thật sự là đồng đạo, lòng tôi đó nghe, tôi nói lòng tôi nha. Tôi gặp mấy ông lão đạo để tóc tôi mừng lắm, tôi trân trọng dữ lắm. Thật sự để tóc khổ lắm mà đồng đạo.
Biết sao? Bởi vì nó rất là khó vệ sinh. Mà đồng đạo chúng ta mà cố gắng mà giữ được cái đầu tóc như vậy, mừng dữ lắm. Bao nhiêu đủ thấy quý vị phải nói rõ là cao quý lắm rồi. Con làm không nổi, thật sự là không nổi, chứ không phải làm nổi làm rồi. Thật sự là như vậy đồng đạo ha? Cho nên thì nhiều khi quý cô đấy mình trẻ, chà phả phan chi tâm giờ này mà để cái đầu tóc để bộ râu không ai nói trẻ nữa quý cô ha, thấy không? Nhưng mà làm không nổi, thật sự là không nổi. Cho nên từ đó thì mình mới rất là nể, nể quý chú bác mà để tóc đồng đạo à. Và từ đó mình mới suy được cái chỗ kết tóc nè. Đó là chúng ta bàn một số chuyện vui thôi. Còn trở về cái bài này, kết tóc đây là gì? Bởi vì ngày xưa mà khi mà đôi tân gia nhân đó, sau khi nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái đó, thì lúc bây giờ đến cái giờ gọi là động phòng. Quý vị xem phim biết hết ha. Tôi cũng đó tôi ghiền phim kiếm hiệp lắm, cho nên tôi đành ở đây lắm. Như vậy đến cái giờ mà động phòng gọi là hợp cẩm giao bôi đó, thì đúng ra là giao bôi sao? Khi mà đi vào phòng quá chút đó, thì lúc bây giờ lấy tóc á, tóc của là của cái vị là vị chồng và vị vợ đó, tức là tân gia nhân đó, phu phụ đó, cô dâu chú rể, mình dùng cô dâu chú rể để dễ hiểu, lấy tóc cuộn với nhau. Khi cuộn với nhau rồi thì lúc bây giờ mới là rượu giao bôi, mới thề non hẹn biển. Thì đây là cái quy luật, cái quy điều của cái người xưa. Cho nên hôm nay thầy dùng cái từ phải nói rõ là tơ tóc, gọi là xe tơ kết tóc. Và cái quy luật này nó mang một cái tính chất ý đức thầy muốn dạy cho người nữ. Cho nên thầy chỉ biết đây là phải nói rõ là vai quận. Và đức thầy dạy là gái vẹn phân. Gái vẹn phân là đối với người nữ nên suy nghĩ cho kỹ, nên phân biệt cho rõ vấn đề này để xử cho trọn vẹn, gọi là gái vẹn phân. Và đồng thời cái từ tơ tóc này nó kèm theo một cái điển tích. Vậy thì ngày xưa vào cái thời của Hán Vũ Đế, thì lúc bây giờ có một đất nước, tức là có một cái vùng đất tên gọi là Cói Kê. Thì ở vùng đất này thì có một vị tên là Châu Mãi Thần. Ông này thì ông cứ vợ ông trẻ ngỗng rất là nhiều. Đồng đạo biết ngày xưa mà chồng già vợ trẻ là bình thường, không có gì cả, phải không? Đây là cái điều đương nhiên của thời phong kiến thôi. Và đặc biệt Châu Mãi Thần là cái người rất là thích đọc sách. Cái người này nuôi chí lớn, có cái tài thao lược rất là giỏi. Nhưng mà bên cạnh đó thì vợ ông thì lại là cái người phải nói rõ là ham danh lợi. Hai vợ chồng sống chung thời gian cũng dài mà không có con. Thì tôi nhớ trong truyện kể lúc ấy thì Châu Mãi Thần là năm đó 49 tuổi mà nghèo dữ lắm. Hàng ngày phải đi đốn củi, đi mua bưng bán bợ, mà phải nói rõ là ham đọc sách. Cái cây đòn gánh đó đồng đạo, lúc nào cái cuốn sách đó cũng máng ngay cây đòn gánh đó chứ, ngay đầu cây đòn gánh đó. Khi mà để cái đầu gánh xuống nghe là ngồi nghỉ là lấy cuốn sách đọc. Người xưa người ta ham đọc sách chứ không phải như mình giờ đâu. Vì vậy cho nên khi mà để đầu gánh xuống là giói ta lấy cuốn sách xuống đọc. Vừa nghỉ mệt ha, vừa đọc sách. Rồi xong rồi đưa quyển sách lên gánh tiếp. Ham học vậy đó. Cho nên lúc bây giờ năm ấy 49 tuổi, cái vợ ông lúc bây giờ là chịu hết nổi không. Vợ ông là muốn, mà nói chung là muốn bỏ ông đi theo người khác. Bởi vì sống với ông này quá khổ, quá nghèo à. Vì vậy cho nên ông nói, ông mới năn nỉ vợ, ông nói thôi bà ráng sống với tôi một thời gian nữa đi, tôi nuôi cái chí lớn nhất định là tương lai tôi sẽ được làm quan để mình được hiển vinh. Vợ nói tôi đợi ông không nổi, từ ngày làm vợ ông giờ này trên dưới mười mấy năm nay, cái câu nói này tôi nghe phải nói nghe biết là tôi nghe chán luôn rồi. Lúc nào cũng nghèo, vườn nghèo, cộng nghèo, khổ cùng khổ, khổ tôi chịu ông hết nổi. Thôi bây giờ là ông thông cảm cho tôi ra đi. Thì mới biết rằng lúc bây giờ rất là thương vợ, vợ trẻ mà. Cho nên vợ nói bây giờ đợi ông mà tới ông đỗ đạt thành quan chắc là tôi cũng già thôi, để tôi ra đi. Thì như mình, như tôi đàn ông tôi không có đi gì đó. Nhưng mà đối với Châu Mãi Thần là cái người rất là có chí, thôi tùy đi, tùy duyên. Về vậy cái người vợ mới là cất gói ra đi, mới làm thê thiếp cho một ông bá hộ vùng trên đó, để hưởng cảnh vinh hoa phú quý. Bởi ngày xưa cái việc làm thê thiếp là bình thường, nhưng mà việc không bình thường ở chỗ mà có chồng mà đi làm thê thiếp, điều này là không bình thường. Thì thay vì cái người khác thì lúc bây giờ buồn tức lắm, nhưng mà Châu Mãi Thần thì vui vẻ. Thôi cái số mình nó như vậy và chấp nhận, giống mình nói nãy đồng đạo chấp nhận trả đúng không? Vui vẻ chấp nhận trả. Mà lúc bây giờ mà Châu Mãi Thần mà buồn phiền đó nghe, đánh đập vợ con là ngồi tù rồi, nghiệp trọng nghiệp đúng không? Cho nên thôi giờ vui vẻ trả, giống tôi nói nãy đó, vui vẻ trả chấp nhận. Đáng lẽ buồn đúng không? Buồn chừng nào đọc sách nhiều chừng đó, học binh thơ đồ trạng nhiều chừng đó. Cho nên chúng ta thấy người trí người ta như vậy.
Như vậy thì đến sau đó tròn một năm thì đến tuổi 50. Thì lúc bây giờ có một viên đại quan này tên là Nghiêm Trợ, nghe đâu cũng là bạn cũ của Châu Mễ Thần, thấy Châu Mễ Thần hiền quá, mới đề bạc với Hán Vũ Đế. Cho nên Hán Vũ Đế mới phân công cho vị này làm Trung Đại Phu. Quan Trung Đại Phu cũng nhỏ, lúc này cũng chưa có hiển vinh. Và sau đó thời gian đất nước có loạn, có nước ngoại bang xâm chiếm, cho nên được biết rằng Trung Đại Phu đó, Châu Mễ Thần là có một cái tài, phải nói rõ là rất là giỏi về chế tạo binh khí đồng đặc. Ví dụ như chế tạo mũi tên nè, rồi đao kiếm này kia, binh thơ đồ trận giỏi lắm. Thế lúc bấy giờ đó là vua mới phân công trong là chế tạo binh khí để giúp cho quân sĩ đánh giặc. Và vì cái tài đã có sẵn, binh thơ đồ trận có sẵn, cho nên lúc bây giờ giúp cho vua thắng trận. Sau khi vua thắng trận rồi, vua mừng lắm, vua mới phân công ông làm thái thú của Cói Kê. Tức là thời đó mà làm quan thái thú là một vùng rất là lớn. Và lúc bây giờ thì khi về nhậm chức thì lúc bây giờ người dân trong làng mừng lắm, bởi ông này cùng quê với mình mà giờ này được ông vua phân công làm quan thái thú giàu có lắm. Thì lúc bây giờ bà vợ hồi nãy đó, bà nghe rằng là ngày hôm nay chồng của mình là phải nói rõ là vinh quy bái tổ, cho nên lúc bây giờ quý vị biết không, bà mới đón đường, bà mới quỳ xuống trước mặt chồng, bà mới xin dạ thưa ông, thiếp hết sức là hối hận vì nghe lời chúng bạn ham giàu sang cho nên phụ gãy chồng, giờ này mong đại quan tha thứ cho vợ trở về sống với chồng. Thì lúc bấy giờ thì Châu Mễ Thần cũng vui vẻ lắm, nó kêu này Bao Quân, đem cho ta một cái chén nước. Cho nên cái mẫu chuyện này có một cái tên gọi là Phúc Thị Nan Phu, tức là nước đổ đi rồi không có hốt lại được. Và khi Ba Quân đem cho chén nước rồi thì lúc bây giờ Châu Mễ Thần ngồi trên ngựa đó, thì vợ quỳ dưới, thì ông mới nói rằng này phu nhân, ta không có giận hờn gì nàng cả, ta rất là an nhiên, nhưng mà giờ này ta đổ chén nước này, nếu nàng hốt lên được thì coi như là tình cảm ta với nàng coi như xưa. Thì đồng đạo biết rằng người xưa mà chàng ơi, nước đổ sao hốt được đồng đạo. Đây là một câu nói rất là khéo, đổ chén nước gọi là phải nói rõ là gần như là mã thuyền bắt thủy đó, mã thuyền bắt thủy thì gần như là nước đổ sao hốt được. Thì câu nói này chẳng khác nào là tôi không chấp nhận bà rồi, bà quá tệ không, mình nói đông na về cái phương ngữ như vậy. Thì người vợ biết là chồng mình không tha thứ cho mình, lúc bây giờ thu thủi bỏ ra đi. Thì Châu Mễ Thần là người sống rất là có tình có nghĩa, liền sai Bao Quân đem vàng bạc gấm lụa đem theo cho vợ cũ của mình. Theo bao nhiêu vàng bạc nó sống cả đời không hết rồi đó. Nhưng mà đồng đạo biết rằng một cái con người mà có danh vọng nó cao rồi, có đâu có phải nói rõ là đâu có phải như mình nghĩ đơn giản, bởi vì là vợ của quan thái thú mà không làm vợ được thì sao, buồn thất vọng suy tình, cuối cùng tự giận chết đồng đạo, tự giận chết. Thì sau khi tự giận chết rồi thì lúc bây giờ cái mộ của bà được chôn ở cạnh một cái bờ ao á. Cho nên các cái thi văn lúc bấy giờ mới nghe cái chuyện này nè, mới làm một cái bài thi: đám mộ xanh xanh cạnh vũng bờ, ngàn năm chôn xác chẳng chôn nhơ, đinh ninh nhắn gửi đoàn nhi nữ, tự cổ vợ chồng vẹn tóc tơ. Như vậy thì chính vì cái câu này là tự cổ vợ chồng vẹn tóc tơ mà hôm nay thầy dạy là tơ tóc đồng đạo. Cho nên ý muốn nói cái câu này để nó rõ rằng đó, một cái đám mộ này chôn đây mới có xanh cỏ, dầu rằng cái xác đây chôn nhưng mà cái tiếng nhơ nhốt đó ngàn đời nó còn ý với đồng đạo. Cho nên ông cha mình cũng nói rất rõ: trăm năm bi đá thì mòn, mà ngàn năm bi miệng thì còn trơ trơ. Mình làm cái điều gì mà xấu xa rồi, cái tiếng đồn ngàn năm vẫn còn, tiếng xấu ngàn đời quý vị. Vì vậy cho nên đinh ninh nhắn gửi đoàn nhi nữ, tác giả muốn nói rằng nhắn gửi tất cả những người nữ, tự cổ vợ chồng vẹn tóc tơ. Phải chi vợ của Châu Mễ Thần mà vẹn tóc tơ đâu có đến đổi. Cho nên mẫu chuyện đó để chúng ta đánh giá một cái vấn đề theo là được thầy dạy: tơ tóc vai quần gái vẹn thân. Vì vậy cho nên hôm nay là người nữ, khi chúng ta đã có chồng rồi thì đồng đạo chúng ta phải chấp nhận. Mình chấp nhận chồng mình giàu có, sang trọng, hiền hậu thì coi như là 12 bến nước này chúng ta đi bến trong. Mà chồng mình quá tệ, chúng tôi dùng từ quá tệ để không còn diễn luận gì nữa cả, sáng sai, chiều xỉn,
đánh đập vợ con thì chúng ta cũng phải chấp nhận đây là nghiệp chướng lăn lòn hồi nãy. Mình chở cái đầu hồi nãy, mình phải chấp nhận. Bây giờ mình hỏi hết các tất cả những người trên thế gian này, ai mà không có lòng tham lòng đạo? Mà thầy dạy người trên đời người ở đời cũng lòng tham, muốn phước thọ phẩm hàm tiền của nè, rồi nào vợ đẹp hầu sinh là lũa nè, mà được không? Không được. Mình ham là một chuyện, còn việc đến với mình là nhân quả chi phối. Vì vậy cho nên đối với nữ thì qua cái đoạn câu giảng này thì chúng ta phải chấp nhận gái vẹn phân. Mình phải phân tích cho kỹ lưỡng để mình chấp nhận. Không phải hôm nay đang không làm chồng mình đâu, kiếp trước mình thiếu nợ ổng đó, mình giật nợ ổng á, mình làm hại ổng, cho nên kiếp này ổng phải làm chồng mình để mình trả nợ cho ổng đồng đạo. Cho nên thật sự tôi thấy quý cô là tôi rất là thương, phải không? Lo mọi thứ bên ngoài trong cái cuộc sống mà nhiều khi còn bị chồng đánh đập chửi rủa nữa, mà điều này chúng ta phải chấp nhận rồi. Bởi vì trong kinh Đức Phật dạy rất rõ, nam thì có thất bảo mà nữ thì chịu ngũ lậu, phải không? Đây là một vấn đề mình phải chấp nhận về cái phước đức của mỗi con người. Và đồng thời qua câu giảng này thì ngoài cái ý mà chúng ta bàn nãy giờ, thì bên cạnh đó cái điều mà đồng đạo chúng ta phải thực hiện trong đời tu của mình, nam mình bàn hồi nãy là có tam cương ngũ thường rồi, còn nữ thì phải có tam tùng tứ đức đồng đạo. Nếu người nữ mà giữ được tam tùng tứ đức là coi như là tơ tóc quai vần các vẹn phân đồng đạo. Vậy thì tam tùng là gì? Tại gia thì tùng phụ, xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử. Có nghĩa rằng theo mà thánh nhân dạy, phụ nữ thời xưa đó mà khi ở trong nhà là nghe lời cha mẹ, tùng là theo đó, tùng là nghe. Cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó hả? Hầu xưa áo mặc không qua khỏi đầu. Hầu xưa thì áo gài nút không qua khỏi đầu. Giờ này áo thun rồi nó trồng khỏi trơn đâu hả? Mình mới thấy rõ, rất rõ. Cho nên thầy mới dạy là bọn gái mới ra đường tha thước nè, bỏ hết trơn nè nếp ông cha, khác tánh tình người cổ nước ta nên phải chịu đớn đau đủ cách. Và cái thứ hai nữa là vì xuất giá tùng phu, khi mà chúng ta có chồng là phải tùng chồng, phải theo chồng, chứ không phải có chồng mà lén lén cứ cấp của bên nhà, bên chồng của chồng mình mà về cho mẹ mình không được đồng đạo à? Không, cái này là không được nha, phải không? Mình có chồng phải tùng chồng, lo cho chồng, nó gọi là xuất giá tùng phu. Và cái thứ ba là cái này là cái ngặt nghèo nè, gọi là phu tử tùng tử. Như vậy thì khi mà chồng chết thì mình phải ở như vậy để nuôi con, lo cho con, đó mới giữ cái đạo. Phải nói rõ là tam tùng, gọi là phu tử tùng tử. Mà nếu mà chồng chết mình kiếm ông khác nữa là mình không có phu tử tùng tử ha. Mình nói vui vui nhau nghe như vậy. Như vậy thì khi mà chúng ta bàn vấn đề này thì mình thấy rất rõ khó. Xã hội thời này mà giữ cái chữ tam tùng này khó lắm. Rồi ngoài tam tùng nó còn tứ đức nữa, còn công dung ngôn hạnh nữa. Công là phải sửa làm sao làm ăn các việc tầm phào chẳng nên, mình là gái mới nâng lên đừng cho công việc hơn mới là. Chữ dung là phận đàn bà vóc mình tươi tấn đứng đi dịu dàng, dầu cho mắt chữ nghèo nàn cũng là phải sửa phải sang mấy màu. Ngôn là lời nói mặc dầu cũng cho nghiêm chỉnh với hầu khôn ngoan, đừng dùng lời tiếng phan ngang thì cha với mẹ mới an tấm lòng. Hạnh là đức tánh phải không, ở cùng chồm sớm đừng cho mất lòng. Bốn điều nếu đã làm xong cũng gìn chữ hiếu, phục tòng song thân. Trong sám giảng quyển ba thầy dạy quá rõ ràng trong đó, thì đó là tơ tóc vai vần gai vẹn phân. Rồi chẳng những dừng ở đây ở cặp trạng, mà đến cặp luận thầy còn dạy rất rõ thêm nữa, đó là nợ nước vân chương toan báo đáp, ơn nhà đạo đức quyết định ơn. Như vậy thì nợ nước tức là chúng ta nợ đất nước, nợ cái ơn ngọn rau tóc đất. Mà Đức Thầy dạy sanh ra ta cũng nhờ, ta phải nhờ ơn tổ tiên cha mẹ, sống ta cũng nhờ đất nước quê hương, hưởng những tấc đất, ăn những ngọn rau. Muốn cái sự sống được dễ dàng, giống nào truyền thụ ta cảm thấy phải bảo vệ đất nước khi bị kẻ xâm lăng dày đạp. Như vậy thì nợ nước nghĩa là chúng ta còn mắc nợ. Giống như thầy dạy là nợ thế ao toan tròn nợ thế nào đó, hay hoặc là tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Như vậy thì nợ nước ở đây nghĩa là chúng ta nợ của đất nước, tất cả đồng đạo chúng ta nợ cái ân mỏ đau tất đất. Như vậy thì mình nợ thì chúng ta phải trả. Cho nên đây thầy dạy nợ nước văn chương. Chính vì nợ nước cho nên Đức Thầy mới dùng văn chương. Cho nên văn chương đây nó có hai nghĩa. Cái thứ nhất, văn chương là muốn nói đây là cái bản sắc văn hóa, cái bản sắc văn hóa văn hiến ngàn đời của dân tộc Việt Nam chúng ta. Giống như Đức Thầy dạy là gánh gồng bảo bọc gian sang, giữ gìn biên cảnh bằng an đời đời.
trong họ mới thảnh thơi nhàn nhã, lau đắp bồi văn hóa ngàn năm. Cho nên từ văn chương ở đây ý muốn nói đây là cái nét văn hóa, cái sự văn hóa, cái trong cái cuộc sống, cái bản sắc văn hóa mỗi con người chúng ta. Rồi cái thứ hai nữa, văn chương ở đây tức là những cái bài thi văn, những cái bài thi phú, thì đó gọi là văn chương. Giống như cái bài thi mà Đức Thầy gửi bài thơ về cho, tức là cho ông Mười, tức là chú Mười Đức Ông. Đạo đức gắn công nên cách mặt, văn chương rèn chí chẳng phai lòng. Như vậy thì ở đây từ văn chương nghĩa thứ hai là ý muốn nói rằng dùng văn chương để đền đáp ơn đất nước. Mà lịch sử Việt Nam chúng ta thì từ xưa đến giờ đồng đạo biết cũng có những người dùng văn chương để đền ơn đất nước, cũng giống trường hợp của là Pháp Sư Đỗ Thuận, tức là Đỗ Pháp Thuận. Ông dùng văn chương chỉ có mấy câu thơ thôi mà làm cho Đại sứ Lý Giác một phen phải nói rõ là kinh sợ. Cho nên có một bài thơ mà làm cho Đại sứ Lý Giác kinh sợ, về tâu của nhà Tống bên đó: "Tràng ơi vua nước Nam, ai cũng giỏi hết, ông lão trèo thuyền mà ông làm thơ hay như vậy, mà giờ này mà bệ hạ mà đem quân đánh nước Nam là coi như tự vẫn, cho nên vua nhà Tống không dám xu quân đánh với nước Nam chúng ta." Rồi cũng như những cái bài Hịch Tiến Sĩ đó, rồi những cái bài Bình Ngô Đệ Cáo của Nguyễn Trãi, thì đây là văn chương. Cho nên hôm nay muốn nói đây nợ nước văn chương, thì tức là dùng những cái lời văn để báo đáp, kêu gọi trong cái tinh thần đất nước. Mà điều này Đức Thầy chúng ta đã quán triệt đồng đạo: thương sanh chúng đòi cơn dạ ngọc, ta quyết gìn chủng tộc giang sơn. Như vậy thì Đức Thầy chúng ta ngoài cái việc giải đạo cứu đời, thì bên cạnh đó cái nguồn văn chương của Đức Thầy luôn kêu gọi trong cái tinh thần yêu nước. Như Đức Thầy dạy rất rõ: thương dân ruột tím gan bầm, rửa chưa xong hận còn căm mối hờn, nay chẳng lẽ ngồi đờn những bản vong quắc ca cho bạn chung nghe, thôi thì ta hãy hiệp bè cùng nhau đoàn kết đặng phe sức hùng, khắp Bắc Nam đùng đùng một trận ấy mới mong quốc vận phản hồi, trước là dẹp lũ Tây Bồi, sau đưa quốc tặc phản hồi Diêm Cung." Thì rõ ràng Đức Thầy dùng văn chương mà, kính thưa đồng đạo. Hay hoặc là nhìn non sông đượm vẻ u sầu, lòng yêu nước bắt đầu tim sống dậy, cờ độc lập Bắc Nam trung phe phải, trước gió chiều hãnh diện đi với lân bang, bỗng phương Âu vô số bọn tham tàn, tàu bom súng đem sang non nước Việt, ách nô lệ dân ta đàn chán biết, nên quyết lòng nổi dậy chống xâm lăng, chỉ quân Tây thề một tiếng rằng, thà cam chết không làm dân bị trị. Kính thưa đồng đạo. Và đồng đạo khi chúng ta có dịp đọc lại cái bài Thi Sĩ Việt Châu, thì rõ ràng Đức Thầy dạy rất rõ: đương cơn sóng dậy đất bằng, thi nhân đứng ngó để tăng sĩ làm, tăng sĩ quyết chùa am bế cửa, tuốt gươm vàng lên ngựa sông pha, đền sông nợ nước thù nhà, thuyền môn trở gót Phật Đà Nam Mô. Thì đây Đức Thầy dùng văn chương đồng đạo. Rồi ngoài Đức Thầy dùng những án văn đó, Đức Thầy còn gọi đoàn thanh niên, Thầy còn gọi đoàn phụ nữ: "Hỡi thanh niên trong nhà Nam Việt, thanh niên đừng mày miệt tri quan, cùng nhau hiệp bạn vài đòn, luyện rèn thao lược đặng toan báo cù, cứu được nước danh lưu thanh sử, nôi tinh thần quân lữ phù tang, lòng yêu tổ quốc hoàn toàn, xông pha chiến địa gian nan xá gì, chớ có ngủ ly bì trong mộng, để dân ta mãi sống khốn cùng, Á Đông súng nổ đùng đùng thì ta cũng phải dễ dùng thoát ly, đừng mê muội mê si tủ sắc mà buông xa buông tha lũ giặc cùng đường, thanh niên nghĩa vụ phi thường, phận là phải biết yêu thương giống nào." Phải là Đức Thầy dùng văn chương đồng đạo. Rồi ngoài gọi đoàn thanh niên, Thầy còn gọi đoàn phụ nữ nữa: "Chị em ơi, Bắc Nam là một, chị em là giường cột giống nồi, dở sử sanh Nam Việt mà coi gương trưng triệu còn đôi muôn thở, chẳng lẽ xưa hay mà nay dở khiếp nhược là cái cớ gia dâm, chí anh hùng của khách quần tho đâu có kém bậc tu mi nam tử, sách thánh hiền truyền luôn mấy chữ, thất phu còn trách nhiệm với non sông, cả tiếng kêu bạn gái má hồng, đem son phấn điểm tô tổ quốc." Có phải là văn chương không đồng đạo? Rồi bên cạnh gọi đoàn thanh niên, đoàn phụ nữ, Thầy mới kêu gọi tinh thần đoàn kết đồng đạo: "Vậy anh em hãy chung lưng lại, dùng sức mạnh sức mình đánh bại kẻ thù, tỏ ra khí phách trượng phu, vung long thuyền kiếm tận tru gian thần." Như vậy nó không hết. Ở đây mà đọc chánh văn Thầy tới khuya chưa hết đồng đạo rồi. Cho nên chúng ta theo Đức Thầy mình là một vị ông Phật yêu nước nghe đồng đạo, một vị Phật yêu nước đó. Cho nên quý vị mà đọc hết giảng Thầy đi, cho nên hảo nào tại sao ở các diễn đàn tu đắc mong mỏi
rất là mong ước, rất là mơ ước được đồng đạo đọc hết giảng thầy. Khi đồng đạo đọc qua hết toàn bộ giảng thầy, đồng đạo tự nhiên cái tinh tấn à, Đức Thầy dạy đủ hết đồng đạo ơi, hay dữ lắm, tuyệt vời dữ lắm. Đức Thầy dùng cái ngòi bút của Ngài, Đức Thầy dùng văn chương, mà Đức Thầy nói rất là nhiều khía cạnh. Khía cạnh mà chúng ta bàn nãy giờ đó là nợ nước văn chương toan báo đáp. Cho nên hôm nay Đức Thầy kêu gọi tất cả người tín đồ Phật giáo hòa hảo, khi nghe cái nguồn thi thơ Đức Thầy rồi thì chúng ta không thể nào làm thinh đồng đạo à. Mà trách nhiệm chúng ta là Đức Thầy cho biết rất rõ là bờ cõi vững lận thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu mình ta mới ấm nè. Hay hoặc là nước mất thì cơ sở của đạo sẽ bị lấp vùi, nước còn thì nền đạo được phát khai được rõ. Thì những câu giảng này chúng ta đã đi vào trong hồn của người tín đồ Phật giáo hòa hảo của mình rồi. Cho nên đạo chúng ta đạo yêu nước, là một cái nền đạo đền đáp tứ đại trọng ân. Vì vậy thầy mới dạy chỗ này là nợ nước văn chương toan báo đáp. Rồi chẳng những như vậy mà thầy dạy là ơn nhà đạo đức quyết đền ân. Ở trên thì nợ nước, ở dưới thì ơn nhà. Như vậy thì ơn nhà là ơn gì đấy? Như vậy thì ơn nhà ở đây tức là ơn tại nhà của mình, ơn trong gia đình của mình. Vậy thì ơn nhà, ơn trong gia đình của mình, Đức Thầy diễn rất là rõ. Ta sinh ra cõi đời này được có hình hài để hoạt động từ thở bé cho đến lúc trưởng thành, đủ trí khôn ngoan trong khoảng bao nhiêu năm trường ấy, cha mẹ ta đã chịu biết bao nhiêu khổ nhọc. Như vậy thì Đức Thầy dùng cán văn đó là ơn nhà. Nhưng sinh ra cha mẹ là nhờ có tổ tiên, nên khi biết ơn cha mẹ ta cũng có bổn phận biết ơn tổ tiên nữa. Vì vậy nên ơn nhà là ơn của gia đình, ơn của nhà mình, thì nói gọn đây là ơn tổ tiên cha mẹ. Hôm nay đâu phải đơn không mà chúng ta có cái thân này đồng đạo. Mình có thân này, mẹ mình phải 3 năm bồng ẵm, mẹ mình phải 9 tháng cưu mang 3 năm bồng ẵm, cha mình phải xương gió hàng ngày để kiếm những vật thực để nuôi mẹ mình, nuôi bản thân mình, tạo nên một cái nguồn sản phẩm nuôi sống mình, lo cả đời mình, dựng vợ gả chồng, chia tài sản, lo hạnh phúc cho mình, vân vân và vân vân, nó không hết. Cho nên nếu nó đến nợ thì xin thưa đồng đạo, chúng ta nó không hết quý vị ạ. Và đồng thời cái nợ này thì sách thánh cũng dạy qua chín chữ cù lao: phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu sanh ngã, cù lao dục báo thâm ân, hạo thiên dụng cực. Vậy thì mẹ sanh ta, cha nuôi ta, thương thai cha mẹ sanh dưỡng nuôi ta, khó nhọc vô đền đã ơn sâu trời cao khó cùng, mà trong chín chữ cù lao kinh thi Đức Thầy đã dạy. Rồi đồng thời cái cụm từ khó nhọc này, ngoài chín chữ cù lao đó thì Đức Phật thì dạy 10 điều ơn. Trong kinh thi thì chín chữ cù lao, trong kinh Phật thì Đức Phật dạy 10 điều ơn. Mà hôm nay Đức Thầy cũng nhắc nhở chúng ta là vẹn 10 ơn mới đạo làm con lúc sanh sống cho nên phụ bạc. Rồi ca dao Việt Nam thì không ngớt, nào là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, rồi một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đức Phật thì dạy rất rõ là non thái ơn cha khó sánh tày, biển sâu là đức mẹ bằng nay, dầu ta lưu lại trong một kiếp, nói đến ơn kia khó hết rài. Thì chúng ta nó không hết, thì đó là ơn nhà đó. Và đồng thời ơn nhà này nó rất là phù hợp trong cái tinh thần đạo đức làm người, đạo đức dân tộc. Vì vậy thầy mới dùng cái từ là đạo đức. Như vậy thì ơn nhà đạo đức quyết đền ân, đây là cái ân nặng, rất là nặng, cái ân rất là nặng trong cuộc sống, mà Đức Thầy dùng cái khái niệm là chúng ta phải quyết đền. Như vậy thì qua cái câu giảng thứ 6 này, ý Đức Thầy muốn dạy chúng ta phải lo đền đáp cái ân tổ tiên cha mẹ. Người nào còn có cha mẹ trong nhà, còn có cha mẹ còn sống thì coi như chúng ta có ông Phật, bà Phật sống ở trong nhà. Thay vì hôm nay chúng ta đi chùa, chúng ta cúng Phật cốt Phật tượng, thì giờ này mình nên lo cho hai ông Phật, ông Phật bà Phật tại nhà của mình, nó quý biết bao nhiêu đồng đạo. Bởi vì muôn việc lành hiếu thuận đứng đầu, ngàn việc dữ tà dâm đứng trước. Cho nên hôm nay không có cái phước nào lớn bằng cái phước mà chúng ta lo cho cha mẹ. Bởi vì Đức Thầy dạy là hiếu hạnh dình lòng chí ư thiên. Nếu mà chúng ta lo cho cái đạo hiếu này thì động lòng trời đồng đạo. Cái đạo hiếu động lòng trời đó, quý vị còn nhớ không, cái trường hợp của Mạnh Tông. Tại sao thầy đưa cái điển tích là Mạnh Tông sẽ cũng đất mà khóc măng đất khô nảy mọc rõ lòng hiếu nhi. Như vậy thì kính chúng ta thấy rõ là hiếu mà động lòng trời. Nhờ cái Mạnh Tông là cái người hiếu thảo, trên lúc bây giờ trời mới nhỏ giọt,
vào cái mùa đông giá rét mà đất thì khô, mà cuối cùng thì được cái giò măng đem về nấu canh cho mẹ thì nó gọn như vậy. Cho nên hôm nay trong cái đại lộ đạo hiếu đối với chúng ta thì mình không thể nào bỏ sót được. Nếu như chúng ta muốn giải thoát, mình muốn thăng hoa hơn nữa thì đây là cái điều thực tế trong cuộc sống. Vì vậy những ai còn có cha có mẹ, giống như chúng ta đang còn có một cái của báo mà mình không biết khai thác của báo này, nó uổng lắm cái đồng đạo. Phải không quý vị? Không có phước nào lớn đâu. Cho nên mình cứ lo đền đáp cha mẹ còn sống. Như Đức Thầy dạy, mẹ cha là kẻ trọng ân, dưỡng nưu báo hiếu đúc thân hiếu dạ. Còn những ai đó không còn cha mẹ thì lúc bây giờ chúng ta bắt đầu tu cầu. Như Đức Thầy dạy, lúc cha mẹ quá vãng ta hãy tu cầu cái linh hồn được siêu thăng lên miền Phật cảnh, thoát đọa trầm đưng. Như vậy thì khi cha mẹ mình còn thì mình vừa đền đáp ơn cha mẹ, lo cho cha mẹ lúc bệnh hoạn ốm đau, tạo hạnh phúc cho gia đình, cho cha mẹ vui lòng thỏa mãn. Và khi cha mẹ mình quá vãng rồi thì lúc bây giờ chúng ta bắt đầu tu quyết liệt nha. Hầu đó thì tu có năm mà, nhưng mà giờ này khi cha mẹ quá vãng rồi chúng ta tu tới 10 đó. Để làm chi ạ? Bởi lúc bây giờ mình còn tu để độ mình, và chúng ta còn cứu vớt cha mẹ mình nữa đồng đạo. Như Đức Thầy dạy là ngày nào đắc được lục thông, vớt hồn cha mẹ tổ tông bảy đời, mà giờ này tu năm tu sáu cho đắc lục thông được, phải tu tới 10 để đắc lục thông, để chúng ta hướng đến cha mẹ, giống như trường hợp một kiền liên mà cứu bà Thanh Đề. Hay là Đức Thầy dạy rất rõ, đắc đạo rồi cứu vớt tổ tông cũng như Phật xuất gia thở trước. Vì vậy cho nên nếu nói cái ơn nhà này thì chúng ta phải nói rõ là đền đáp suốt cái cuộc đời chúng ta. Ở một hoàn cảnh nào thì mình sẽ đền đáp hoàn cảnh đó. Nếu còn cha mẹ là hiếu thế gian thì chúng ta phải lo đền đáp hiếu thế gian. Nếu cha mẹ quá vãng thì chúng ta đền đáp hiếu xuất thế gian. Gần như hàng ngày chúng ta có cúng lại, có trai giới, có hành đạo thì coi như chúng ta sẽ trọn vẹn cái điều hiếu này. Vì vậy chúng tôi thường nói giữa một cái người tu và người không tu hơn thua với nhau nhiều lắm đồng đạo. Nếu chúng ta không gặp đạo, chúng ta không tu hành, giờ này hàng đêm như vậy, nếu theo ca dao Việt Nam là mỗi đêm mỗi thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con, thì đồng đạo hỏi có cái người không tu đó, cái người nào, có người nào mà mỗi đêm mỗi thắp đèn trời cầu cha mẹ không đồng đạo? Không có. Chỉ có người tu chúng ta mới có thôi đồng đạo à. Ở đây không phải là mình đề cao mình đâu, mà chỉ có tu, chẳng những là mỗi đêm một lần mà mỗi đêm chúng ta thắp tới hai lần đặt buổi tối và giấc sáng. Và mỗi lần vậy chúng ta cầu rất là nhiều, mỗi thời chúng ta cầu tới 5 lần đặt. Nào là phụ mẫu tại đường, tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực vãng Tây Phương. Vì vậy cho nên hôm nay mà không tu đó, không bao giờ đền đáp cái ơn chữ cái ơn tổ tiên cha mẹ đồng đạo. Đang không mà không có cúng lại kêu mình cầu cha mẹ mình dễ gì. Dầu rằng mình thương cha mẹ lắm, cha ơi cha, mẹ mẹ, con thương cha mẹ dữ lắm, cha mẹ chết rồi con khổ lắm, mình biết đó. Nhưng mà kêu cầu cha mẹ sống mình khó. Lâu lâu cầu có lần, lễ Tết cầu có lần, lâu lâu rầm nguồn đi chùa cầu có lần. Chứ làm gì chúng ta cầu được mỗi ngày? Chỉ có chúng ta cúng lại. Mình là người tín đồ theo là Đức Thầy thì chúng ta mới có cái cơ hội. Đây là cơ hội đồng đạo. Cho nên cái người tu chúng ta được nhiều cái điều lợi lắm. Đó là một trong cái điều lợi đó. Vì vậy cho nên ngày xưa Đức Phật mới dạy A Nan, Đức Phật mới nói rằng đó, trong kinh Phụ Mẫu Mất Ân đó, Đức Phật nói rằng này A Nan, ví như một người vai trái cổng cha, vai phải cổng mẹ, đi vòng hết cả cái núi Tu Di này, chịu cái sự đại tiện tiểu tiện trên vai, cũng không đền đáp hết cái ơn tổ tiên cha mẹ. Chàng ơn A Nan nghe nói vậy, A Nan rầu A Nan, dạ thưa Thế Tôn, nếu nói như Thế Tôn như vậy, ai mới là cái người đền đáp ơn cha mẹ? Thì Đức Phật nói chỉ có người tu thôi, chỉ có người tu mới đền đáp ơn tổ tiên cha mẹ thôi. Đức Phật liền đưa lên một cái bài kệ, trong đó có một câu rằng là nhất nhân đắc đạo cũ quyền thăng. Thì hôm nay Đức Thầy chúng ta cũng dạy làm sao ráng tu đắc đạo cứu của quyền nè, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dày công sáng tạo cho tam hình vóc học cơ quyền, thì đó là ơn nhà đạo đức quyết đền ân. Và đến hai cái câu kết thì Đức Thầy khẳng định vấn đề, đó là khuyên người trí sĩ mau mau tỉnh. Như vậy thì đây là Thầy khuyên người trí sĩ là gì? Chữ trí ở đây tức là một nhân sĩ trí thức. Trí sĩ là cái người có học. Nếu mà nói về cái phương diện từ điển, trí sĩ nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, theo từ điển Hán Nôm, trí sĩ là những cái vị làm quan đó, mà giờ này cáo lão về quê đó, thì những vị này theo từ điển giải nghĩa đó là trí sĩ. Và cái nghĩa thứ hai, trí sĩ đây là những nhân sĩ trí thức trong đạo.
Những người có học giống như Đức Thầy dạy là trong lục tỉnh hay là người trí, mau thức thời tầm đạo nhiễm sâu. Như vậy thì Thầy dạy là khuyên người trí sĩ mau mau tỉnh, tức là những cái người mà có học, có hiểu biết thông suốt là Đức Thầy thì nên tỉnh đồng đạo. Như vậy cái người mê còn không tỉnh không được sao? Không có phải. Bởi vì hồi xưa đồng đạo biết Đức Thầy có nói Đức Thầy sẽ cào ở trên gò xuống dưới bằng. Cho nên vào thời kỳ đó chỉ cần ở trong làng xã, những nhân sĩ trí thức mà chỉ cần một người tu thôi thì kéo nhau cả làng cả xã tu theo đồng đạo. Cũng giống như cái trường hợp của ông Cả Đạo Thành Đô, hay hoặc là ở bên đây thì chúng ta thấy rõ giống như trường hợp của ông Lê Văn Tốt. Kính thưa đồng đạo, thì đây là hoặc giả là trường hợp của đồng đạo Lâm Tư Cư đó. Thì chúng ta thấy rõ chỉ cần một người tu thôi thì coi như là cả dòng họ tu theo, cả xóm cả làng tu theo. Cho nên những người trí sĩ, những người đại diện, mà thường thường về nếu hiểu về cái giới quần chúng, mà những người nhân sĩ trí thức này mà họ tu đó, thì lúc bây giờ cái người khác họ sẽ bắt chước làm theo. Vì vậy Thầy mới dạy đây là khuyên người trí sĩ mau mau tỉnh. Cái người trí sĩ là cái người có phước đức, hiểu biết, mà nếu không tỉnh rồi mà vẫn còn mê man thì xin thưa đồng đạo rất là uổng. Cho nên cái câu kết này Đức Thầy mới kêu gọi những người học hiểu được lời Đức Thầy, giống như đồng đạo chúng ta giờ này, dầu rằng mình không dám xưng mình là người nhân sĩ trí thức trong cuộc sống, nhưng mà mình có học Phật, hiểu lời Đức Thầy, nắm vững được những cái phương thức hành đạo, hiểu rõ được mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta biết được những cái điều khổ, biết được những cái niềm vui hạnh lạc, biết luật nhân quả, thì coi như đến giờ này khi chúng ta nghe đến đây thì tự chúng ta thấy mình là cái người trí sĩ. Vì vậy cái quan trọng đặt ra đây là đồng đạo chúng ta phải tỉnh mới được. Nếu như chúng ta mê không tỉnh là không được đồng đạo. Cho nên Đức Thầy cũng sợ lắm, biết bao giờ gái trai tỉnh thức, trẻ cùng già đồng hiểu Phật giá. Cho nên nếu mà chúng ta không tỉnh thì không bao giờ chúng ta đạt được kết quả. Tỉnh là giác biết, tỉnh là chúng ta không còn say mê, tỉnh là mình còn không bị những cái phải nói sự giả tạm trong cái cõi đời này nó lôi kéo. Cái người mê là người còn ô nhiễm. Tôi ví dụ như Thầy dạy rất rõ, cư trần bất nhiễm. Nếu như thật sự là cái người cư trần bất nhiễm mà lẫn tục đừng mê thì người này là cái người tỉnh. Mà cái người cư trần còn nhiễm nhiều quá, lẫn tục còn mê nhiều quá thì đây là tỷ lệ nghịch lại với cái người tỉnh. Cho nên hôm nay mong rằng tất cả đồng đạo chúng ta phải tỉnh, phải giác biết. Muốn tỉnh, muốn giác biết thì mình phải mượn giới luật Đức Thầy để làm phương châm hành đạo. Có giữ giới luật thì chúng ta mới tỉnh đồng đạo ạ. Còn nếu đồng đạo phạm giới luật là coi như chúng ta còn mê. Và đồng thời bên cạnh đó thì mình phải hiểu lời Đức Thầy. Lời Đức Thầy là ngọn đuốc minh quang, như Đức Thầy dạy là khai ngọn đuốc từ bi trí thiện. Vì vậy cho nên muốn tỉnh đồng đạo chúng ta phải thắp, bắt nguồn từ ngọn đuốc từ bi trí thiện Đức Thầy. Cũng giống như trong kinh Di Giáo mà Đức Phật dạy: này các người hãy tự thắp đuốc lên mà đi, này các người hãy lấy giáo pháp của ta mà làm đuốc, này các người không tìm cầu một điều nào ngoài giáo pháp của ta. Thì hôm nay Đức Thầy cũng dạy chúng ta rất rõ, giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn dạy ở, chữ tu vuông tròn. Cho nên Thầy mới dạy rất rõ là làm theo lời chỉ ngày đài gặp ta. Vì vậy người nào có thường xem kinh giảng Thầy như tôi nói từ đầu đến giờ thì người này nhất định là không mê. Mà nếu có mê đi chăng nữa thì mê cũng rất ít, cũng có cái điều kiện để chúng ta tỉnh. Còn bằng ngược lại, mình không xem là Đức Thầy thì tự chúng ta biến mình là cái người tu mù. Thì khi mà mình là người mù rờ voi thì mãi mãi chúng ta không tỉnh đồng đạo. Cho nên điều kiện tất yếu đặt ra ở đây để đạt được tỉnh thì một là mỗi đồng đạo phải nghe là Đức Thầy dạy, đó là khá chí tâm học hành kinh sám, để rồi chúng ta thoát nơi miền hắc ám. Khi chúng ta thoát miền hắc ám phong ba thì coi như chúng ta không còn mê nữa đâu. Hay hoặc là Thầy dạy là ta yêu chúng viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời cho có mơ hồ, tìm hiểu nghĩa, làm theo đắc đạo, thì đó là chúng ta không còn mê. Như vậy thì đó là chúng tôi muốn nói một khái niệm như Đức Thầy dạy là khuyên người trí sĩ mau mau tỉnh. Và đồng thời Đức Thầy mất phô diễn giấc mộng nam kha chốn thế tục. Và cuối cùng Đức Thầy mới kết lại một câu là chúng ta sống trong cõi trần này, Đức Thầy dùng một cái khái niệm đó là giấc mộng nam kha. Như vậy thì giấc mộng nam kha ở đây thì đây là một cái giấc mộng giống như chúng ta đang ngủ trong một giấc mơ đồng đạo. Hay hoặc giả đoạn khác Thầy rất rõ, tức là bồi hồi chợt tỉnh nam kha, đường trơn nẻo chánh, xem ra
mà Đức Thầy dạy rất rõ trong cái bài cảm tác. Và đồng thời nếu nói về giấc mộng Nam Kha thì đây cũng là một cái điển tích nếu mà theo sách Nam Kha Ký của Lý Công Tác chứ. Như vậy thì theo chuyện kể rằng thì ngày xưa có một vị này cũng là cái người bình thường, đặc biệt vị này thì mỗi bữa trưa thường uống rượu lắm, cho nên một bữa nọ ông uống rượu xong rồi thì ông nằm ở dưới gốc què ông ngủ. Khi ông ngủ một giấc rồi ông ngủ ngon lắm, ông nằm mộng ông thấy là ông qua đất nước Hòa An. Và lúc bây giờ thì ông đã thi đỗ được, là phải nói rõ, được cái vị trí rất là cao trong kỳ thi đó, và được vua Hòa An mới gả con gái cho ông, trở thành là Đông Cung Thế Tử. Và đồng thời sau đó vua mới cắt ông một cái phần đất ở Nam Kha, và ông mới là làm thái thú của quận Nam Kha. Và đồng thời khi làm thái thú quận Nam Kha, lúc bây giờ cuộc sống rất là giàu có, và ông mới là sinh con đẻ cái. Sau đó thì khi con lớn rồi ông mới làm xui, thì toàn là làm xui với các quan lớn trong triều đình không à. Và sau đó mới sinh cháu, thì phải nói rõ là toàn là cháu ngoan hiền không à, sống một cuộc sống hết sức hạnh phúc, nằm mộng thấy giấc mơ rất là đẹp. Thì một thời gian sau đó thì quân Hung Nô đó qua nó chiếm đánh, cho nên với sức yếu thế cô và trong tay thì binh quyền không có nhiều, cho nên lúc bây giờ thì thất thủ mất đi cái Nam Kha quận. Và đồng thời thì giặc mới giết con ông, giết vợ và cháu của ông, cho nên chỉ còn mình ông mới về, ông mới chịu tội với vua. Thì đáng lẽ ra là vua xử trảm, nhưng mà vì cái tình dầu sao cũng là rể, cũng là phải nói rõ là cho nên cũng còn cái ân nghĩa, cho nên là vua không có giết. Và lúc bây giờ thì vua lột hết áo mão khăn đai, lột hết các quyền tước và đuổi thành thường dân. Thì khi mà đuổi thành thường dân, lúc bây giờ ông tỉnh như vậy, tỉnh như liền. Thì khi tỉnh dậy thấy mình ông nó kiến nó cắn, đeo cắn trên mình hết rồi. Như vậy thì đây là một giấc mộng, nằm một giấc mộng dài như vậy. Giấc mộng này giống giấc mộng Quỳnh Lương, giấc mộng của Lữ Đồng Tân đồng đạo. Cho nên đây thầy mới dạy là mộng Nam Kha, giấc mộng Nam Kha chúng thấy trần. Như vậy thì qua câu giảng này, ý Đức Thầy muốn cho chúng ta biết rằng cuộc đời của mỗi đồng đạo chúng ta suy cho cùng, nghĩ cho cạn, thì cuộc đời chúng ta giống như giấc mộng Nam Kha quý vị ạ. Cho nên quý vị thử hình dung lại đi, từ ngày chúng ta nằm nôi đến ngày giờ này thì quý vị đã đứng tuổi rồi. Chúng ta xem cái cuộc đời mình được cái gì nè, còn cái gì nè, mất cái gì nè, có cái gì nè, hưởng thụ được cái gì nè. Thì đồng đạo hình dung lại cái nhật ký những ngày tháng đi qua, có phải là chúng ta đang nằm trong giấc mộng không đồng đạo? Mình đâu có nghĩ cuộc đời là như gì đúng không? Hồi đó đâu nghĩ được là như thế này đâu. Nhưng mà sau này rồi dựng vợ, rồi gả chồng, rồi có con, có cái, rồi sinh kế, sinh nhai, rồi người việc này, người việc khác, quy cho cùng thì chúng ta dồn lại như là Đức Thầy dạy, gẫm cuộc thế chẳng qua tuồng mộng ảo, cuộc tri quan thường giết khách tài qua, nghe chuông linh sớm dứt bể ái hà, kẻo vật dục cuốn lôi vào bể khổ, như Thầy dạy trong cái bài cảm tác. Như vậy thì mong rằng khi học là Đức Thầy, qua câu giảng sau cùng của khổ thơ đầu tiên Tịnh Bạn Trần Gian này, thì mỗi đồng đạo chúng ta phải cảm nhận được cuộc đời của mình. Khi mình nghĩ cho thấu đáo vấn đề rồi thì những cái sinh, cái bệnh, cái lão, cái tử được đặt lên cuộc đời của người này đến người khác, đến người khác nữa là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai. Vậy thì cuộc đời của mình có phải là giấc mộng đồng đạo? Mỗi đồng đạo chúng ta, người nào mà 60 tuổi thì đồng đạo hình dung đi, chúng ta tối về mình gác tay lên trán mình suy nghĩ cái 60 năm nay đó. Hồi lúc còn nhỏ học phổ thông, và khi gặp ổng, khi gặp bả, sinh con, đẻ cái, giờ này già rồi, nay đi bệnh viện, ngày mai đau, ngày mốt ốm. Thì đồng đạo hình dung phải là mình sống trong giấc mộng 60 năm không? Rồi người nào 70 tuổi thì chúng ta nằm mộng dài một chút là 70 năm. Giống như tôi năm nay 46 tuổi thì giống như tôi nằm mộng, phải nói rõ là 60 năm nay. Cuộc đời có là gì đồng đạo, phải không? Bởi vì mọi thứ rồi nó sẽ đi qua hết. Quý vị nhớ rằng ngày đến đi đâu kéo ngược, năm về mãi chẳng ngừng ngang, tuổi già thân yếu đa sầu cảm, tóc bạc mình ve lắm rộn đà, như Đức Thầy đã dạy cũng trong Tịnh Bạn Trần Gian. Cho nên chúng ta nhớ rằng cuộc sống con người mình không bao giờ quay trở lại, những cái đi qua rồi nó là một thoáng đi qua, là một giấc mơ thôi đồng đạo à. Hôm nay ngày 29 mà chúng ta muốn hôm nay 28, ngày mai 28 được không? Không có. Hôm nay là tháng 5 rồi, chúng ta muốn hết tháng này trở lại tháng 4 được không? Không có. Cho nên mọi thứ nó cứ đi qua một cách tàn nhẫn như vậy.
Nó bỏ lại sau lưng chúng ta bao nhiêu cái sự khổ, cái sự tiếc nối, bởi vì cuộc đời là mỏng quý vị. Về vậy Đức Thầy mới dạy là việc trải qua như mây gió cuốn, nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa. Trời sáng ra cái lại thấy trưa, năm cũ đó rồi qua năm mới. 12 tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng chống đổi thay. Kính thưa quý vị, Đức Thầy đã dạy rất rõ trong Giác Mê Tâm Kệ. Về vậy cho nên giấc mộng nam khao chốn thế trần, chúng ta sống trong cái cõi đời này, chốn là nơi chốn, thế trần là trần gian, là cõi đời, là ta bà thống khổ, đây gọi là thế trần. Vậy thì qua câu giảng sau cùng này, giấc mộng nam kha chốn thế trần, thì nó gọn lại, Đức Thầy nhắc nhở chúng ta biết rằng cuộc đời mình giống như giấc mộng, một giấc mộng dài mà chúng ta không hay, chúng ta không biết. Cho nên giờ này Đức Thầy mới dạy là nhân sanh mau tỉnh trong tràng mộng. Chúng ta nên tỉnh trong một giấc mộng dài, trước tràng là dài. Đức Thầy kêu gọi tất cả đồng đạo chúng ta là phải nhân sanh mau tỉnh trong tràng mộng, để chúng ta tìm kiếm nơi nào đạo siêu cao, để chúng ta hành đạo, để mình làm sao khi hết kiếp người này, kết thúc giấc mộng này, ít nhất mỗi đồng đạo chúng ta cũng được thần thức nhập thai sen tinh hảo, ít nhất chúng ta cũng được về với Thầy, về với Phật. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì trở lại qua 8 câu giảng này: nghiệp chướng lân lòn hại sát thân, chuông lành buông tiếng vọng vô ngân, cương thường gánh nặng trai gìn trọn, tơ tóc vai quần gái vẹn thân, nợ nước văn chương toan báo đáp, ơn nhà đạo đức quyết đền ân, khuyên người trí sĩ mau mau tỉnh, giấc mộng nam kha chốn thế trần. Vậy thì qua 8 câu giảng này, ý tưởng đầu tiên nhất ở hai câu mở đề là Đức Thầy đang nêu cái tinh thần nhân quả trong cuộc sống. Cho nên Đức Thầy dạy chúng ta phải luôn luôn nhớ câu nhân quả của Phật dạy: nếu nhân toàn thiện thì quả cũng sẽ do đó mà được toàn thiện vậy. Và đồng thời Đức Thầy khuyên chúng ta nên nhớ hai cái từ nghiệp chướng: nhớ để chúng ta đừng tạo, nhớ để chúng ta chấp nhận trả. Người tu đạo Phật giáo hoàn hảo, hôm nay chúng ta tu là trả nợ, hôm nay chúng ta tu là đền nợ. Và yếu tố quan trọng kèm theo ngoài cái việc chúng ta trả nợ, đền nợ, tuyệt đối là chúng ta không được vay nợ. Đây là một vấn đề mà chúng ta phải cần hiểu tối cần trong đời tu của mình. Vì vậy cho nên khi hiểu được hai từ lăn lòn thì tôi tin chắc rằng chúng ta không còn dám vay nợ. Và đồng thời trên đường tu của mình muốn đạt được kết quả thì giờ này đồng đạo chúng ta phải trở lại lời Đức Thầy, đó là chuông lành. Và đồng thời trong lộ trình, trong giáo thuyết học Phật tu nhân của đạo Phật giáo hoàn hảo, hôm nay đồng đạo chúng ta muốn về cõi Phật, như Thầy dạy bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Vì vậy cái đạo tu nhân là món đạo đầu tiên mà chúng ta phải thực hành trước. Cho nên Thầy dạy là ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay. Vì vậy lý thứ hai này Đức Thầy muốn nhắc nhở cho tôi và quý vị, chúng ta phải làm tròn nhân đạo. Trai thì tam cương ngũ thường, nữ thì tam tùng tứ đức. Nói chung là mỗi đồng đạo chúng ta phải hành xử đạo nhân. Đạo nhân nhưng mà cái vả vị, cái hoa trái đạt được là chúng ta giải thoát. Và đồng thời hành xử đạo nhân xong rồi thì đồng đạo chúng ta còn phải đền tứ đại trọng ân. Dầu rằng ở đoạn giảng này Đức Thầy đưa ra tiêu biểu hai cái ân, tức là ân đất nước và ân tổ tiên cha mẹ, nhưng mà hai trong đó nó gồm luôn cả bốn. Vì vậy cho nên tứ đại trọng ân là cái điều quan trọng cần thiết không thể thiếu. Như Đức Thầy hằng dạy chúng ta rằng, nào là luân lý tứ ân phải lo đền đáp sát thân mới còn. Hay hoặc giả Thầy dạy đến ngày biển cảng nó mòn, tứ ân đã trả chẳng còn khỏi căn. Và đồng thời đến hai câu giảng sau cùng thì Đức Thầy mới kêu gọi, cất tiếng gọi, cất một tiếng kêu thật là lớn để kêu gọi những người, những con người gọi là nhân sĩ trí thức, những con người đã có phước đức sẵn, những con người phải nói rõ có được nhận thức, hiểu biết, thì giờ này phải tỉnh, đừng có say trong giấc mộng. Chúng ta phải tỉnh để tìm cái con đường giải thoát. Và đồng thời cuối cùng là Thầy đưa ra một cái định lý, đó định lý vô thường, định lý vô ngã. Bởi vì trong đời tu của mình, nếu đồng đạo không nhận định được cuộc đời là vô thường, cuộc đời là vô ngã, chúng ta cứ quý trọng cho xác thân này là thật của mình, tiền của là thật, thân này là thật, tôi thật là Phan Chí Tâm, tiền này là thật của tôi, nhà này thật của tôi, vườn ruộng này thật của tôi, thì nếu như chúng ta cứ nghĩ cái gì cũng là thật hết thì lúc bây giờ chúng ta bị nó gạt, bởi vì nó là mộng. Nếu thật sự mình thật là của mình
thì mình đừng già, mình đừng bệnh, mình đừng chết. Nếu tiền bạc này thật là của mình thì khi chúng ta chết, chúng ta đem tiền bạc theo. Nếu cái nhà này thật của mình thì khi chết chúng ta cũng gói cái nhà này theo. Nếu như vườn ruộng này thật của mình thì khi chúng ta chết mình phải đem vườn ruộng này theo. Nhưng mà chúng ta có đem theo được không? Xin thưa là không. Tiền bạc thì thầy dạy gẫm kim tiền bội bạc bất tài, đâu làm cho ta được sống dai, lại chẳng bước tiễn đưa một bước. Rồi nhà cửa danh vọng thì thật sự khi chúng ta chết, Đức Thầy khẳng định là nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rài hầu non, chỉ có tội phước hễ còn đến nơi thẩm phán cửa son Diêm Đài. Vì vậy cho nên chúng ta phải ý thức được cuộc đời mỏng là như vậy đó. Bởi vì không đem theo được, mà nếu không đem theo được nó là giả, thân này là giả, phải thân này là thật thì chúng ta đâu có chết như chúng tôi vừa nói. Vậy thì yếu tố sau cùng qua bốn câu, qua tám câu giảng này, thì Đức Thầy ý thức cho tất cả đồng đạo chúng ta nhận định được cuộc đời nó không thật đồng đạo. Cuộc đời không trường tồn vĩnh cửu, chỉ có con đường tu hành, chỉ có chúng ta cố gắng làm tròn nhân đạo, tu nhân trước tiên và sau đó chúng ta tiếp tục tu Phật. Giống như Thầy dạy, tu là tu Phật tu tiên, tu cho rõ biết chữ hiền ra sao. Thì khi thực hiện được đến đây thì coi như nhân đạo chúng ta đã hoàn thành. Và khi nhân đạo hoàn thành cộng thêm sự niệm Phật để chúng ta diệt trừ cái nghiệp trước, cộng thêm vấn đề chúng ta xem kinh, chúng ta học là Đức Thầy, thì tôi tin tưởng rằng mọi thứ đã đầy đủ. Nghiệp mình không gây, nghiệp thì chúng ta lo trả nợ mà không gây nợ, đồng thời niệm Phật để tiêu trừ nghiệp, đồng thời mỗi đồng đạo chúng ta cố gắng trì kinh kệ, ráng trì kinh kệ hoặc mau lâu, thì sẽ có ngày kia ta giải thoát. Giải thoát thì ta rõ đạo màu. Thì chỉ cần đồng đạo chúng ta ráng trì kinh kệ như là Đức Thầy dạy, thì tôi tin chắc rằng chúng ta sống trong kiếp đời này để chúng ta vừa lo hành đạo, vừa lo trả nợ, giống như Đức Thầy dạy tu đền nợ thế cho rồi, thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Giống như lời Đức Thầy dạy, đó là mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc. Qua cái sự trình bày thì cũng trên dưới khoảng 1 tiếng 50 phút để đồng đọc, thì chúng tôi cũng cố gắng chia sẻ theo cái hiểu của mình, với những cái ánh mắt vui vẻ, hiền hòa và những cái khoảnh khắc yên lặng của quý vị, thì giúp cho chúng tôi có được nguồn năng lượng đặc biệt trình bày không biết mệt mỏi. Thì cũng hết sức là kính cảm ơn tất cả đồng đạo đã dành những cái giây phút quan trọng, yên lặng theo dõi đạo pháp một cách mà chúng tôi phải nói rõ là rất là kính nể tất cả quý vị. Và đồng thời trong cái sự chia sẻ không sao tránh khỏi những sơ sót, khi chúng tôi dùng những câu từ hoặc giả là những ý nào đó, thì cũng mong rằng quý vị cũng thông cảm bỏ qua và bổ khuyết thêm cho chúng tôi được tròn vẹn hơn ở trong các cái chuyên đề khác. Thì trước khi được ở diễn đàn thì chúng tôi hết sức là kính cảm ơn ban tổ chức đã sắp xếp hôm nay đủ duyên cho nên chúng tôi mới được về đây để chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả đồng đạo xa gần. Thì buổi chiều thì có những cái hạt mưa lắm tắm thì tôi cũng lo lắm, chắc là hội trường hôm nay không đông lắm. Tuy nhiên thì càng tối như vậy quý vị đến càng đông. Thì với một cái tinh thần quý vị, chúng tôi hết sức là kính cảm ơn đồng đạo. Và cuối cùng chúng tôi không quên cầu chúc cho tất cả đồng đạo chúng ta cố gắng giữ gìn sức khỏe tốt, và chúng ta cố gắng hành đạo theo những gì lời Đức Thầy đã dạy để chúng ta hưởng được cái quả trái, kết quả sau cùng. Và cuối cùng tất cả đồng đạo chúng ta cố gắng tâm đắc lời Đức Thầy đã dạy, đó là nợ thế âu to, tròn nợ thế đường tu sớm liệu, vẹn đường tu. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi xin thay mặt cho ban tổ chức xin chân thành cảm ơn giáo lý viên Phan Chí Tâm đã viết xong đề tài